Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 132. Nàng xem kìa, Hạ Thiên tiện tay nhặt một cục đá trên đất, sau đó ném vào khe nứt tối om kia. Cục đá dường như biến mất, lại không truyền đến âm thanh rơi xuống. Bộp. Sau tầm nửa phút, trong khe nứt đột nhiên bắn ra một viên đá, trực tiếp xẻ một cái cây thành hai đoạn. Hiểu chưa? Hạ Thiên cười nhìn Dương San. Dương San như hiểu như không, chàng nói viên đạn đó bắn ra từ khe nứt ư? Đúng, Hạ Thiên gật đầu, khe nứt này chính là vòng xoáy thời gian, không những có thể bóp méo thời gian, thậm chí có thể liên kết với dị giới nào đó. Dị giới, Dương San biết Nguyệt Thanh Nhã nên cũng không quá xa lạ với dị giới, không khỏi có chút lo lắng, vậy có cách nào xử lý vòng xoáy thời gian này không? Đương nhiên là có. Hạ Thiên vẻ mặt tự tin, 20 năm trước hắn gần như bó tay với truyền tống trận của Vấn Đạo Quân, mà bây giờ chuyện này đã không làm khó được hắn nữa, suy nghĩ trong chốc lát Hạ Thiên nói cơ mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dương San hỏi, tại sao? Đương nhiên là phải cứu được hai tên đần mất tích cho nàng rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói với Dương San. Chồng ơi, cảm ơn chàng. Dương San đúng là rất cảm động, không khỏi ôm cổ Hạ Thiên trao một nụ hôn dài. Qua nửa tiếng đồng hồ hai người mới thỏa thê tách môi lưỡi ra. Đi thôi, đi xem trong vòng xoáy đó có gì. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, chậm rãi đi vào trong khe nứt tối om. Dương San có chút lo lắng nói, chúng ta cứ thế đi vào nhỡ lạc thì sao, không phải rất nguy hiểm à? Vợ Tiểu Dương, nàng yên tâm đi, đẳng cấp của vòng xoáy thời gian này rất thấp, không tạo thành ảnh hưởng gì với ta đâu. Hạ Thiên cười hì hì nói, hơn nữa coi như trong này thật sự có nguy hiểm, thì chồng nàng cũng có thể dễ dàng giải quyết. Dương San cuối cùng biết cũng biết tại sao Hạ Thiên có thể mê hoặc được nhiều nữ nhân ưu tú như thế, trong đó chắc chắn vì trên người Hạ Thiên có cảm giác vô cùng an toàn, bất kể xảy ra chuyện gì, bất ngờ gì, nguy hiểm gì hắn vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, sau đó dễ dàng giải quyết tất cả. Thật ra đây chính là mị lực không người phụ nữ nào có thể chống cự nổi. Thậm chí có thể nói mị lực không có ai có thể chống đỡ, cho nên may mắn Hạ Thiên không thích nam nhân, bằng không tình cảnh của hậu cung, đúng là không thể tưởng tượng. Hạ Thiên không để ý Dương San đang nghĩ gì, chỉ ôm lấy nàng đi vào trong vòng xoáy thời gian. Vừa tiến vào khe nứt thì Hạ Thiên đã biết được chỗ này là đâu. Đây là mộ huyệt sao? Dương San cũng từ trong mớ suy nghĩ bòng bong tỉnh táo lại, sau khi nhìn ngó xung quanh nàng không khỏi lẩm bẩm. Hình như là cổ mộ có niên đại xa xôi, ít nhất là từ thời Tống. Hạ Thiên hơi bất ngờ liếc nhìn Dương San, vợ Tiểu Dương, nàng có nghiên cứu về cổ huyệt sao? Cũng không hẳn, Dương San cười một tiếng, giải thích nói ta là hướng dẫn viên du lịch mà, cần phải ghi nhớ đủ loại điểm du lịch, cổ huyệt cũng là phong cảnh của nhiều khu vực quốc gia, ví dụ như Taj Mahal ở nước ngoài, Kim Tự Tháp, tượng binh mã của Trung Quốc. Mộ hải hôn hầu, lúc rảnh ta cũng sẽ xem qua những sách chuyên khảo. Hạ Thiên gật đầy, không tiếp tục hỏi nữa. Hai du khách mất tích thật sự ở đây sao? Dương San có chút nghi ngờ nói. Vòng xoáy này không lớn, tìm xung quanh là biết. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Quả nhiên đúng như thế, Dương San nhanh chóng tìm thấy hai du khách đó ở dưới chân tường, là hai ông bà đã quá tuổi, xem ra bọn họ hẳn là bị dọa sợ vậy nên mới ngất đi. Hai người họ không sao chứ? Dương San biết Hạ Thiên y thuật cao siêu, cho nên hỏi một câu. Hạ Thiên chỉ liếc mắt liền nói, không sao, chỉ là không khí nơi đây mỏng manh, bọn họ bị thiếu oxy thôi. Vậy đưa bọn họ ra ngoài trước đi. Dương San có chút lo lắng hai ông bà ở trong mộ huyệt lâu sẽ xảy ra vấn đề, nàng dìu hai người rồi đưa hết ra ngoài. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt cốt, cùng với song tu hơn hai ngày, Dương San đã là tu tiên giả trúc cơ kỳ đỉnh phong rồi, đừng nói là dìu hai người già, cho dù vác hai cục đá 500 kg cũng không thành vấn đề. Vì vậy Hạ Thiên không giúp đỡ nàng, hắn đang quan sát ngôi cổ mộ này, bởi vì trong đây hắn cảm nhận được một tia khí tức dị giới. Chỉ là lốc xoáy thời gian này chỉ có một phần mỏng manh ở trong mộ huyệt này, hắn không thể xác định nguồn gốc của khí tức đó. Chồng ơi, chàng đang nhìn gì vậy? Dương San quay về trong mộ phát hiện Hạ Thiên đang xuất thần nhìn đi đâu đó, vậy nên không khỏi hỏi một câu. Còn chưa đợi Hạ Thiên trả lời, chỉ thấy trong bóng râm bỗng dưng có một người xông ra, trong tay cầm súng nhắm vào hai người,
ánh mắt vô cùng âm u, sát khí bức người. Bằng, theo đó là một tiếng súng vang lên. Người bắn súng vừa lóe lên đã biến mất, đồng thời nó cũng là ảo ảnh. Có điều Hạ Thiên cảm thấy trông người bắn súng rất quen quen, hình như có phần tương tự với Bảng giáo sư đã gặp ở Đại học Giang Hải. Chỉ là nữ nhân trong ảo ảnh trẻ hơn mười mấy tuổi. Chồng ơi cẩn thận, Dương San thấy người xông ra từ trong bóng tối liền bị dọa sợ, lúc nhìn thấy nàng ta nổ súng vô thức chắn trước người Hạ Thiên. Cũng may chỉ kinh ngạc một lúc. Hạ Thiên ôm lấy Dương San, cười hì hì nói, vợ tiểu Dương, loại đạn này vốn không làm ta bị thương, nàng không cần chắn thay ta đâu. À, ta quên mất, Dương San mặt đỏ bừng, vừa nãy đúng là nàng quên mất Hạ Thiên không gì không làm được, không sao thì tốt rồi. Vợ tiểu Dương, nàng thật là đáng yêu, sao trước đây ta không phát hiện ra nhỉ? Hạ Thiên bưng mặt Dương San hôn một cái, cơ mà bây giờ nàng là vợ ta, phải là ta bảo vệ nàng mới đúng, sau này đừng làm chuyện ngốc như vậy. Dương San ôm chặt eo Hạ Thiên, vừa cười vừa nói, vâng, ta biết rồi. Qua một lúc nàng không khỏi hỏi, chồng, vừa nãy cũng là ảo ảnh sao? Đúng, hơn nữa còn từ 10 năm trước, Hạ Thiên gật đầy. Vẻ mặt tùy ý nói, nữ nhân mập mạp kia chính là bị một phát súng này bắn chết. Hả, Dương San hoàn toàn không ngờ hai chuyện này lại liên quan đến nhau, chỉ là trong lòng cảm thán thế giới này thật là thần kỳ, không ngờ sẽ có viên đạn xuyên qua thời gian và thời không 10 năm để giết chết một người không làm gì. Cổ mộ này có chút thú vị. Phạm vi của vòng xoáy này không hề lớn, Hạ Thiên liếc mắt mấy cái đã xem xong, đáng tiếc quá nhỏ, không biết nơi cũ là ở đâu. Bằng không ta thật sự muốn đi ngắm nhìn. Dương San nói, vậy ta đi điều tra một chút, xem thử cổ mộ này rốt cuộc là nơi nào. Không cần, ta có người am hiểu điều tra, chuyện như thế này đương nhiên phải tìm người trong nghề rồi. Hạ Thiên xua tay, sau đó móc điện thoại gọi cho bé ngoan, đáng tiếc trong vòng xoáy vốn không có tín hiệu, thế là nói, hử, vẫn nên ra ngoài hãng nói. Dương San không tự chủ liếc nhìn điện thoại của Hạ Thiên. Phát hiện tên ghi chú là bé ngoan, đáy lòng vô thức chua xót, nghĩ không ra rốt cuộc là nữ nhân nào lại có được ghi chú như vậy. Nàng cũng đã biết phần lớn nữ nhân của Hạ Thiên đều đến từ dị giới, mấy nữ nhân khác trước đó đều đã từng gặp, hình như không có ai phù hợp với biệt danh này. Nơi này không có gì để xem nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta đi thôi. Dương San lúc này mới phản ứng lại, đi theo Hạ Thiên ra khỏi vòng xoáy thời gian kia. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên bảo nàng lùi lại mấy mét, tiếp đó rút mấy cây châm bạc, điểm về phía vết nứt đó. Thế cũng được sao, Dương San trông thấy liền mở to mắt, nàng chưa từng thấy cây châm bạc nào lại có thể đâm vào hư không, cái đó không phải công cụ dùng trong trị liệu trung y à, sao lại có công dụng thần kỳ như thế? Suy nghĩ một lát, Hạ Thiên vốn là một người thần kỳ, có bản lĩnh tuyệt vời như thế cũng bình thường mà thôi, trái tim nàng lập tức yên ổn. Hạ Thiên trực tiếp dùng nghịch thiên bát châm xóa bỏ khe nứt đó, cũng tiêu hủy vòng xoáy thời gian. Loại thủ đoạn này trước đó đúng là không thể tưởng tượng nổi, cơ mà bây giờ lại là thao tác bình thường trong nghịch thiên bát châm. Dù hiện tại tu vi của Hạ Thiên chỉ có kim đan kỳ, nhưng sự hiểu biết của hắn về nghịch thiên bát châm đã sớm không giống trước kia rồi. Sau khi vòng xoáy thời gian bị tiêu hủy, Dương San mới phát hiện bọn họ đang ở trong một sơn cốc tại Thanh Phong Sơn. Đỉnh núi, rồi thì con đường bùn đất gì đó đều biến mất hết. Thay vào đó là một dòng suối trong vắt, cùng với hoa cỏ mọc khắp xung quanh. Hai ông bà mất tích vẫn chìm trong hôn mê, mà thi thể của mụ mập mạp kia lại không cánh mà bay. Chồng ơi, thi thể của Lưu Yến không thấy nữa. Dương San có chút kinh ngạc nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên bĩu môi, hờ hững nói, đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường thôi. Bình thường. Dương San ngơ ngác hỏi lại. Bất cứ lúc nào cũng có thành viên của Thiên Đạo Tổ đi theo ta, thay ta xử lý mấy chuyện phiền phức này. Hạ Thiên thờ ơ nói, chắc là bọn họ cho rằng nữ nhân đó do ta giết. Thế nên trực tiếp mang đi xử lý gọn gàng. Ồ, Dương San cũng không biết bản thân nên nói cái gì, chết đi một hướng dẫn viên du lịch hình như không phải vấn đề lớn, nhưng cũng không biết phải giải thích sao với mọi người. Hạ Thiên thấy Dương San vẫn có chút sợ hãi bất an, thế là mở miệng an ủi, yên tâm đi, Thiên Đạo Tổ rất có kinh nghiệm xử lý mấy loại chuyện này, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt,
Dương San nghe thấy Hạ Thiên đã nói như vậy rồi cũng không tiện lằng nhằng nữa. Chờ đến khi hai người mang hai ông bà về homestay, quả nhiên không có ai hỏi việc của Lưu Yến, giống như trên thế gian này vốn không có người đó. Dương San không khỏi có nhận thức mới về năng lực của Hạ Thiên. Xử lý việc này xong, Hạ Thiên tính chơi đùa với Dương San một lúc, cơ mà hắn lại nhận được điện thoại của bé Ngoan. Này bé Ngoan, ngươi chủ động gọi cho ta có phải có chuyện gì cần ta giúp không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Kết quả trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Lam Y Nhân, chồng ơi là ta không phải bé Ngoan, cơ mà nếu như chàng muốn gọi ta như thế thì cũng được nha. Ấy, vợ tiểu y y, Hạ Thiên nhìn điện thoại, tên ghi chú đúng là bé Ngoan, số điện thoại cũng không phải của Lam Y Nhân, khỏi cần nghĩ cũng biết là bé Ngoan táy máy chân tay làm gì đó. Đúng nha, là ta đây, sao thế, chàng bất ngờ lắm hả? Lam Y Nhân có chút không hiểu hỏi. Hạ Thiên cười hì hì, không sao, nàng gọi cho ta có việc gì thế? Là chuyện của bàng giáo sư kia, ta tra ra được vài nội dung, chàng có hứng thú không? Lam Y Nhân chậm rãi nói. Hạ Thiên vốn không hứng thú lắm, kết quả nhớ đến bàng giáo sư nhìn thấy trong vòng xoáy thời gian vào 10 năm trước, thế là đổi ý, được, ta đến ngay đây. Dương San nghe vậy liền hỏi, chàng phải quay về Giang Hải sao? Đúng vậy, có chút việc cần xử lý. Hạ Thiên trả lời. Dương San có chút áy nói, được, chàng đi đi, bên này ta còn có nhiều việc cần giải quyết nữa, còn lo lắng không có thời gian bên chàng. Hạ Thiên chính trực nói, chuyện công việc nàng muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, không cần phải miễn cưỡng bản thân, biết chưa? Ta biết rồi, Dương San gật đầu, chàng về đi. Hai ngày nữa ta sẽ đến Giang Hải tìm chàng, chơi. Vợ tiểu Dương à, nàng thật tốt. Hạ Thiên lập tức hiểu ý, nhớ tới sự điên cuồng hoàn toàn trái ngược với thể chất yếu ớt của Dương San, không khỏi hưng phấn hẳn lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 2 giờ sau, Hạ Thiên quay về Giang Hải. Lúc này trong phòng làm việc của tập đoàn thần y, ngoại trừ Lam Y Nhân còn có Y Tiểu Âm ít xuất hiện. Chồng à, tốc độ của chàng có phải chậm hơn trước không? Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên khoan thai đến muộn có chút nghi ngờ nói. Y Tiểu Âm ý vị thâm sâu nhìn Hạ Thiên, thản nhiên nói, không phải tốc độ chậm, là vì chuyện khác mà chậm trễ. Ai ya, chàng háo sắc quá đi. Lam Y Nhân ngơ ngác trong chốc lát, nhớ đến Dương San ở Thanh Phong Sơn, lập tức hiểu ngay. Hạ Thiên có chút bất mãn ôm Y Tiểu Âm, nói với nàng, vợ y y. Nàng nói chồng như thế là không đúng rồi, ta phải phạt nàng mới được. Được rồi, nói chuyện chính đi. Y Tiểu Âm trước giờ không quen Hạ Thiên, vậy nên trực tiếp tránh khỏi cái ôm của hắn, đi tới sofa phía trước ngồi xuống, ngươi cũng đừng không đứng đắn nữa, có thời gian thì đi nghiên cứu nghịch thiên bát châm đi, ngươi sẽ sớm tìm được các bà vợ khác của ngươi. Vợ y y, oán khí hôm nay của nàng có chút nhiều nha, không hợp với tính cách của nàng cho lắm. Hạ Thiên cười hì hì bình luận một câu. Lam Y Nhân lắc đầu, nói với Hạ Thiên, trước hết xem tư liệu chúng ta điều tra được đi. Được, Hạ Thiên không ôm được Y Tiểu Âm thế nên ôm lấy Lam Y Nhân, tư liệu gì, các ngươi nói cho ta nghe đi. Lam Y Nhân cũng không dãy dụa, cầm một phần tài liệu xếp lên bàn trà, giải thích nói, bàng giáo sư này tên thật là Bàng Tuyết Di, 20 năm trước là thành viên của đội leo núi nào đó ở nước ngoài. Sau này đội đó gặp một sự cố, ngoại trừ nàng ta ra thì tất cả mọi người đều chết hết. Qua việc đó nàng về nước, sau này được Đại học Đế Đô tuyển làm giáo sư, nhưng 10 năm trước bà ta dẫn một vài đồng nghiệp và học sinh đi thăm dò địa chất, kết quả lại xảy ra sự cố, cũng chỉ có một mình bà ta còn sống. Nàng chủ động từ chức, rồi nhận được lời mời đến Đại học Giang Hải, mãi cho đến bây giờ. Người phụ nữ này chính là Sát Tinh. Sau khi nghe xong Hạ Thiên chỉ có ý nghĩ đó, vừa cười vừa nói, có phải những người đó bị nàng ta giết không? Lúc này Y Tiểu Âm nói, thật ra cũng có người từng nghi ngờ, nhưng cuối cùng đều loại trừ hiểm nghi. Vợ Tiểu Y Y, trước đó nàng muốn tìm bàng giáo sư, là vì nguyên nhân này sao? Hạ Thiên hỏi, là vì vấn đề bảo hiểm, làm Y Nhân cũng nghĩ đến một khả năng, có nghi ngờ khó hiểu nổi. Dù là 20 năm trước hay là 10 năm trước đều có người mua số lượng lớn bảo hiểm nhân thể, sau đó để nàng ta thu lợi, vì thế mà nàng trở thành tỷ phú trăm triệu.
Thú vị chính là gần đây nàng lại tổ chức một buổi hoạt động thăm dò địa chất, mấy ngày sau xuất phát. Vẫn còn có người dám tham gia sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có, hơn nữa còn không ít. Lam Y Nhân lật tài liệu, như cười như không, lần này nàng hợp tác với Hoàng Kim Chi Đồng của đài truyền hình Giang Hải, toàn bộ quá trình thăm dò đều được ghi lại, dường như muốn dùng cách này chứng minh sự trong sạch của bản thân. Hạ Thiên bĩu môi, trực tiếp kết luận, vậy chắc là lại chết một đám rồi. Có phải ngươi cảm giác được gì không? Y Tiểu Âm hỏi. Ở Thanh Phong Sơn ta và vợ Tiểu Dương phát hiện ra một vòng xoáy thời gian. Hạ Thiên lười biếng nói, chúng ta nhìn thấy một đoạn tàn ảnh 10 năm trước ở trong đó, có vẻ là bàng giáo sư đó. 10 năm trước nàng ta nổ súng giết người trong mộ cổ. Vậy thì đúng rồi, Y Tiểu Âm nhíu mày, chậm rãi nói, bên ta cũng điều tra được vài thứ đó là một cổ ma vân chân nhân từng đi qua có khả năng chính là cái 10 năm trước bàng giáo sư từng đi. Ấy, thực sự quá trùng hợp mà. Hạ Thiên cười hì hì, ngửi được mùi âm mưu trong đó. Y Tiểu Âm và Lam Y Nhân hai mắt nhìn nhau, đương nhiên cũng hiểu ý trong lời nói của Hạ Thiên. Kiểu việc trùng hợp như này khó mà nói rõ là ngẫu nhiên hay là có chủ đích. Cảm quan của Y Tiểu Âm và Hạ Thiên không khác nhau lắm, cảm giác việc này từ đầu đến cuối đều có mùi vị âm mưu tính toán. Lam Y Nhân lại có ý kiến khác, bởi vì những việc này đều rất tùy ý, cho dù có giống nhau thì hoàn toàn không thể coi là trùng hợp. Nếu như thật sự có âm mưu, vậy người sau lưng đã vượt qua thần Phật rồi, tính toán quá chuẩn xác. Y Tiểu Âm nghe phán đoán của Lam Y Nhân trong lòng cũng nghi ngờ không thôi, nhất thời không nghĩ ra được. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Hạ Thiên trước giờ không quan tâm mấy việc lằng nhằng này cho lắm, hắn cảm thấy đúng là lãng phí thời gian, nếu như là trùng hợp vậy không cần như lâm vào đại địch, nếu như là âm mưu, vậy thì chờ người đứng đằng sau xuất chiêu là được, cần gì làm khó bản thân chứ. Y Tiểu Âm và Lam Y Nhân rõ ràng không độ lượng như thế, bọn họ cảm thấy nên tiếp tục điều tra vấn đề này, thế là Hạ Thiên bị đẩy ra phòng làm việc. Chuyện gì vậy? Quan hệ giữa vợ Y Y và vợ Tiểu Y Y tốt như vậy từ bao giờ vậy? Hạ Thiên có chút không hiểu, ta nhớ trước đó bọn họ có mâu thuẫn mà. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Thiên reo lên, hắn móc ra xem thì là một số lạ. Sau khi Hạ Thiên bắt mắt liền hỏi, ai đấy? Là ta, Bàng Thu Thủy. Đầu kia vang lên một giọng nói dịu dàng. Ồ, Hạ Thiên lại hỏi, sao ngươi lại có số điện thoại của ta? Ta nhớ là ta đâu có cho ngươi. Bàng Thu Thủy nhẹ giọng cười nói, muốn tra ra số điện thoại ngươi thật ra không khó, đặc biệt là ở Giang Hải. Ý gì? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Bàng Thu Thủy trả lời, chỉ cần tìm người quen của ngươi hỏi thử là biết thôi. Hạ Thiên cũng lười hỏi nàng tìm người quen nào, trực tiếp mở miệng hỏi, vậy ngươi tìm ta làm gì? Tìm ngươi nhất định phải có việc đặc biệt gì sao? Bàng Thu Thủy nở nụ cười phong tình vạn chủng, ngữ khí mang theo sự mê hoặc, chỉ là muốn liên lạc với ngươi không được sao? Hạ Thiên trả lời rất thẳng thắn, không phải không được, chỉ là ta đâu thân với ngươi. Một vị mỹ nữ chủ động liên lạc với ngươi, theo lẽ thường thì đám nam nhân các ngươi phải cảm thấy hưng phấn mới đúng chứ? Bàng Thu Thủy cũng không biết đang làm gì, trong micro luôn lộ ra tiếng gió, cùng với âm thanh ma sát da thịt, hơn nữa ta vừa tắm xong, đột nhiên muốn gọi điện cho ngươi. Vừa tắm xong, Hạ Thiên cười hì hì, ngươi gọi hơi muộn rồi, phải gọi vào lúc chuẩn bị đi tắm ý, thật ra ta rất có kinh nghiệm giúp nữ nhân tắm rửa, đảm bảo phục vụ đến nơi đến chốn. Hạ Lưu, Bàng Thu Thủy mắng một câu, sau đó cười nói, lần sau đi, sẽ có cơ hội cho ngươi. Nói thật thì tư sắc của Bàng Thu Thủy đúng là rất được, chỉ là không biết tại sao Hạ Thiên luôn cảm thấy thiếu chút cảm giác với nàng, hoặc là nói nàng không hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, nếu lời này bị Ninh Nhụy Nhụy hay là đám tổ bối bối nghe thấy, chắc chắn sẽ cười nhạt rồi mắng một câu, đồ háo sắc nhà hắn chỉ cần nữ nhân xinh đẹp là được, lấy đâu ra cảm giác với không cảm giác chứ. Vậy lần sau nhé, Hạ Thiên bĩu môi, chuẩn bị cúp máy. Chờ đã. Bàng Thu Thủy dường như phát ra được động tác của Hạ Thiên, thế là cười nói, thật ra ta muốn mời ngươi đi ăn tối, không biết có vinh hạnh đấy không nhỉ? Hạ Thiên vốn muốn từ chối, cơ mà nhớ ra Lam Y Nhân và Y Tiểu Âm đều đang bận việc, chắc chắn sẽ không ăn cơm với hắn được, nữ nhân khác lại không ở đây, một mình ăn cơm quá nhàm chán, Bàng Thu Thủy cũng tạm được, ăn một bữa cơm vẫn ổn.
Được, ngươi nói thời gian và địa điểm đi. Hạ Thiên cũng không khách khí, gật đầu đồng ý. Bàng Thu Thủy nghe thấy Hạ Thiên đồng ý không khỏi có chút vui mừng, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, một giờ sau chúng ta gặp ở cổng trường Đại học Giang Hải. Sau khi hẹn thời gian, nàng lại nhấn mạnh một lần nữa, đây là lần đầu tiên ta ăn cơm cùng nam nhân, ngươi đừng cho ta leo cây, ta còn có vài việc muốn nói với ngươi. Hạ Thiên lười biếng đáp, ta đã đồng ý là chưa từng thất hẹn. Được, lát nữa gặp. Bàng Thu Thủy cúp máy liền không khỏi nhảy nhót, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bạn thân thuê phòng cùng nàng lộ vẻ ghét bỏ, vỗ một cái vào chân Bàng Thu Thủy, giờ mới mấy giờ hả, hôm nay gặp phải chuyện tốt gì mà vui thế, lẽ nào có tiến triển với MC Đường Hỏa hả? Ngươi nói Đường Hỏa, Bàng Thu Thủy liền mất hứng, không vui nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không có quan hệ gì với tên họ Đường đó mà. Bạn thân của Bàng Thu Thủy tên Hoa Tư Dung, cũng là giáo viên của Đại học Giang Hải, dung mạo hơi kém Bàng Thu Thủy, có điều dáng người cũng được. Đáng tiếc màu da không trắng nõn bằng Bàng Thu Thủy, ở Đại học Giang Hải Mỹ danh lan rộng, học sinh ngồi đầy ắp phòng học, thậm chí có không ít học sinh của trường khác ngưỡng mộ nàng đến đây nghe giảng. Ta nghe nói MC Đường Hỏa cầu hôn ngươi trước đám người, mà ngươi cũng đồng ý nữa. Hoa Tư Dung lắc đầu, rõ ràng không tin lời của Bàng Thu Thủy, ngẫm lại cũng phải, MC Đường Hỏa muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, hơn nữa gia cảnh ưu việt. Tiền đồ tự cầm, đúng là chàng rể quý không có người thứ hai. Bàng Thu Thủy không tỏ vẻ gì, vừa chọn quần áo vừa nói, nếu ngươi xem trọng hắn như thế thì cho ngươi đấy. Tóm lại hắn không phải đồ của ta, chuyện cầu hôn cũng là hiểu nhầm, lúc đó ta vốn không có mặt ở hiện trường, lấy đâu ra mà đồng ý. Ta thấy hắn cố ý thả tiếng gió để ép ta thì có. Phải không, hắn là MC nổi danh của đài truyền hình Giang Hải. Sao lại làm ra việc như thế được? Hoa Tư Dung có chút không tin, kế đó lại cảm thấy có chút không đúng, tò mò nhìn Bàng Thu Thủy, ngươi thật sự không có chút cảm giác gì sao? Đừng nói một chút, nửa chút ta cũng không có. Bàng Thu Thủy trực tiếp lắc đầu, tuyệt nhiên phủ nhận, thậm chí ta cũng không thân với hắn, chỉ là hắn cứ quấn mãi lấy ta. Hoa Tư Dung có chút không hiểu, lần trước ngươi còn đi Thanh Phong Sơn với hắn đấy. Chú ý lời nói của ngươi nha, ta không phải đi với hắn. Bàng Thu Thủy nghiêm túc giải thích, mà là ta đi Thanh Phong Sơn trùng hợp gặp hắn. Đồng nghiệp của hắn và hắn mời ta quá, hơn nữa trước kia hắn còn là học sinh của mẹ ta, trở mặt thì không tốt, cho nên mới không từ chối. Nhưng giữa đường ta phải quay về, hoàn toàn không có chuyện cầu hôn gì cả. Thì ra hắn là người như vậy. Hoa Tư Dung cảm thấy hình tượng thanh niên tài giỏi của Đường Hỏa có chút sụp đổ, vậy ngươi vừa gọi cho ai đấy? Bàng Thu Thủy chọn một bộ váy vừa gợi cảm lại vừa không quá lộ liễu, chỉnh sửa trước ngực, khẽ đáp nói, một người bạn. Ta thấy là bạn mà lăn được giường thì có. Hoa Tư Dung liếc mắt nhìn Bàng Thu Thủy, trêu ghẹo nói, từ lúc bắt đầu gọi điện đã sắc xuân phơi phới, bây giờ lại chọn lễ phục kiểu nóng bỏng như vậy, đối phương chắc chắn là nam, còn là người ngươi thích. Ngươi nói linh tinh gì đấy? Bàng Thu Thủy không khỏi trừng mắt nhìn Tư Hoa Dung, đứng đắn giải thích, chỉ là một người bạn mới quen mà thôi, nay cũng là lần đầu gặp. Phải không, ngươi thật là sắc xuân phơi phới. Hoa Tư Dung kinh ngạc thốt lên, con mắt đảo vòng vòng, mới lần đầu gặp mà ngươi đã hẹn người ta đi ăn tối. Đây là băng sơn mỹ nhân lão sư nổi tiếng nhất Đại học Giang Hải sao? Gì mà băng sơn mỹ nhân hả? Loại biệt danh này chỉ có đám nam sinh chưa trưởng thành mới gọi được thôi. Bàng Thu Thủy tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên nói, sau này ngươi cũng chú ý một chút, đừng mặc mãi quần áo hở bạo đi dậy, coi chừng bị khiếu nại. Hoa Tư Dung ôm ngực, con mắt dán chặt vào Bàng Thu Thủy, chậc chậc nói, thật sự là gặp quỷ rồi. Mau nói, tên đàn ông khiến ngươi thay đổi là ai, rốt cuộc hắn có ma lực gì? Nói xong nàng lại híp mắt, ngữ khí mờ ám. Với tối nay ngươi có về hay không, hay là ở bên tên đó, để ta một mình canh giữ phòng trống. Ta chỉ muốn mời hắn bữa cơm thôi mà, ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Bàng Thu Thủy vỗ vỗ mặt bản thân, ném vào lên giường, ta có chút việc muốn hỏi rõ hắn, chỉ thế thôi. Ta không tin, trừ phi ngươi dẫn ta theo. Hoa Tư Dung bò dậy từ trên giường, ôm chặt vòng eo của Bàng Thu Thủy, bằng không thì ta sẽ không cho ngươi ra khỏi phòng.
Bàng Thu Thủy mệt mỏi nói, đừng đùa nữa, ta không có thời gian đâu, chọn xong quần áo còn phải trang điểm. Ta không đùa, ta nhất định phải biết nam nhân đó là ai. Hoa Tư Dung ôm chặt cứng, vừa cười vừa nói, dù sao có thể khiến ngươi bỏ qua sự theo đuổi của Đường Hỏa, nếu ngươi không mang ta theo thì ta cũng phải theo đến cùng, ngươi nghĩ đi. Ngươi thật là, nhàm chán mà. Bàng Thu Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thích thì theo, đến lúc đó đừng thất vọng là được. Thất vọng, Hoa Tư Dung nghiêng đầu, nhanh chóng tưởng tượng hàng ngàn khả năng, sau đó chọn ra khả năng ác nhất, hỏi lại, lẽ nào ngươi bị một lão trung niên vừa béo vừa xấu bao nuôi? Bốp, Bàng Thu Thủy không khỏi cho Hoa Tư Dung một chưởng vào chỗ nào đó, coi như báo thù một phát vừa nãy. Á, ngươi muốn chết hả, chỗ này không thể đánh. Hoa Tư Dung đau đến ứa nước mắt, ta là hàng thật giá thật, nếu như bị ngươi đánh hư, sau này chồng ta sẽ tìm ngươi báo thù đấy. Bàng Thu Thủy nguyền rủa, được rồi, ngươi không gả ra ngoài được đâu. Tư Hoa Dung xoa xoa ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên có nam nhân liền quên bạn, có tin tối nay ta Phi Châu bắt được tên đàn ông kia không, cho ngươi đội nón xanh trói lọi. Nếu như ngươi thật sự có thể bắt được hắn, ta sẽ không hận ngươi đâu, ngược lại sẽ liều mạng nịnh bợ ngươi. Bàng Thu Thủy bỗng dưng có chút ý vị thâm trường nói, ngay cả ta cũng không có tự tin mê hoặc được hắn, thêm ngươi nói không chừng còn có phần thắng. Hả, Hoa Tư Dung lúc này hoàn toàn kinh ngạc, sờ sờ chán Bàng Thu Thủy, rốt cuộc ngươi đi gặp ai, Tổng thống nước Mỹ hả? Bạch Mã Hoàng Tử, hay Phật Tổ Như Lai? Bàng Thu Thủy chậm rãi nói, chỉ là một nam nhân độc nhất vô nhị thôi. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, liền đi tìm Y Tiểu Âm và Lam Y Nhân. Sao lại về rồi? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên một cách khó hiểu. Hạ Thiên đáp lại, nữ nhân kia hẹn ta ăn cơm tối. Lam Y Nhân ngẩn người, hỏi, nữ nhân nào? Chính là vị lão sư của Đại học Giang Hải. Hạ Thiên thuận miệng nói. Không phải chứ, Bàng giáo sư hẹn chàng ăn cơm ư? Lam Y Nhân kinh ngạc không thôi che miệng lại, chồng, từ bao giờ mà gu của chàng trở nên mặn thế? Hạ Thiên giơ tay liền đánh Lam Y Nhân một cái, khó chịu nói, còn dám đùa giỡn chồng, muốn ăn đòn. Chồng, ta không dám, thả ta ra đi, đừng làm ta bẽ mặt. Lam Y Nhân cũng không muốn mất thể diện trước mặt Y Tiểu Âm, đỏ mặt né khỏi lồng ngực Hạ Thiên, người mà chàng nói là Bàng Thu Thủy, đúng không? Đúng vậy, Hạ Thiên gật gù. Y Tiểu Âm mặt lạnh như tiền, lạnh nhạt nói, vậy ngươi cứ đi đi, cần gì nói cho bọn ta. Chẳng lẽ chàng sợ bọn ta ghen à? Lam Y Nhân cười khanh khách, nhìn Hạ Thiên. Dĩ nhiên không phải, ta đã đáp ứng nàng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sở dĩ nói cho các ngươi, là vì nữ nhân kia có vấn đề, lần hẹn ăn cơm tối này nhất định sẽ làm không ít trò khỉ, nên ta nhắc cho các ngươi trước. Y Tiểu Âm có chút kỳ quái, nhìn Hạ Thiên, chẳng phải ngươi luôn làm việc theo ý mình sao? Từ khi nào mà ngươi biết báo cho người khác trước vậy? Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Hạ Thiên không có giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Lam Y Nhân ôm eo của Hạ Thiên, cười nói, ta biết chàng đang quan tâm bọn ta, nhưng ta vẫn ưa thích chồng trước kia hơn, muốn làm gì thì làm đó, không cần lo trước lo sau, bọn ta cũng chẳng phải điểm yếu của ngươi, mà vừa hay là bến cảng của ngươi. Hạ Thiên bĩu môi, ta không có lo trước lo sau. Vậy chàng còn chờ gì nữa? Hẹn hò với con gái không thể đến trễ nha. Lam Y Nhân cười rồi sửa sang lại quần áo và tóc tai cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, Tiểu Y Y, nàng nghĩ nhiều quá rồi, nữ nhân đó không phải là gu của ta, ta cũng chẳng có ý đồ gì với nàng. Có phải hay không cũng chẳng sao cả, bọn ta đều không ngại. Lam Y Nhân cười hì hì, nói. Thôi được, chờ tới tối ta trở về tìm nàng tính sổ sau. Hạ Thiên trừng Lam Y Nhân một cái, hiểu lầm chồng của mình, thì phải bị trừng phạt. Lam Y Nhân liếc mắt đưa tình với Hạ Thiên, chồng, tối nay nhân gia sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi về. Khỏi chờ tới tối, bây giờ ăn ngươi luôn. Hạ Thiên trực tiếp đè yêu tinh mê người này ngã xuống ghế salon, bắt đầu gặm. Ở bên cạnh, Y Tiểu Âm không khỏi lắc đầu thở dài, chẳng muốn nhìn hai người này ân ái với nhau, trực tiếp cầm lấy tài liệu trở về phòng của mình. Cổng trường Đại học Giang Hải. Này, Thu Thủy, đừng bảo ngươi bị cho leo cây đó nha. Hoa Tư Dung ăn mặc khá là hở hang, có hơi bất mãn nói,
Còn nữa, tại sao chúng ta không đi đặt nhà hàng hay gì đó đi, mà cứ phải đứng chờ ở nơi công cộng này? Bàng Thu Thủy lắc đầu, tuyệt đối sẽ không, chuyện mà hắn đã đáp ứng, xưa giờ sẽ không lỡ hẹn, hơn nữa còn nửa tiếng lận cơ mà. Lại cười cười giải thích, địa điểm mà ta hẹn hắn chính là cổng trường học, cho nên chỉ có thể chờ ở đây. Bây giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa thấy người đâu. Hoa Tư Dung mất kiên nhẫn, không nhịn được nhổ nước bọt, người này thật sự là quá tệ, để hai đại mỹ nữ chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Lẽ ra hắn phải lo âu thấp thỏm ở đây chờ sẵn chúng ta chứ? Người nghĩ nhiều quá rồi. Bàng Thu Thủy có chút cảm khái, nói, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, hơn nữa đều là mỹ nhân tuyệt sắc chân chính, ta so với các nàng, chỉ là một cô bé lọ lem mà thôi. Người đang nói tiếng người đấy à? Hoa Tư Dung trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, Bàng Thu Thủy, thế người đặt bổn cô nương ở đâu vậy? Lẽ nào bổn cô nương còn thua cả cô bé lọ lem? Bàng Thu Thủy không khỏi cảm thấy buồn cười, nói với bạn thân suýt nổi khùng của mình, được rồi, là ta sai, ngươi bớt nóng. Nếu mà ngươi không đợi được, thì không cần chờ với ta. Vốn dĩ là ta hẹn gặp mặt hắn, có chuyện cầu hắn, ngươi không cần đi cùng với ta. Không được, hôm nay ta nhất định phải gặp người này. Hoa Tư Dung chống cằm, tỏ vẻ mình đang tức giận, rốt cuộc là dạng nam nhân cực phẩm gì, vậy mà có thể mê hoặc ngươi thành ra như vậy. Hai đại mỹ nữ đứng ở trước cổng trường đợi người, cảnh tượng này quả thật cũng thu hút rất nhiều người chú ý. Chỉ chốc lát sau, xung quanh hai người bọn họ bắt đầu có không ít nam nhân vây quanh, đều đang nghĩ chiếm tiện nghi, hoặc là hấp dẫn sự chú ý của giai nhân. Trong đó cũng có học sinh và lão sư nhận ra Bàng Thu Thủy và Hoa Tư Dung, nhao nhao đăng status, càng dẫn tới nhiều người đến vây xem hơn. Lại qua khoảng chừng 10 phút. Chỉ thấy một chiếc xe ben màu trắng lái đến trước hai người. Sau khi cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt da nhờn liền lộ ra. Thu Thủy, Tư Dung, sao các ngươi lại đứng trước cổng trường học thế này? Nam tử da nhờn cười hì hì, nói với hai nữ, muốn đi đâu, ta chở các ngươi một đoạn cho. Bàng Thu Thủy lườm người này một cái, lạnh nhạt nói, đa tạ Hàn viện trưởng, bọn ta cũng không có đi đâu cả, đang đợi người thôi. Đợi người, nam tử da nhờn cười khẽ hai tiếng, ta thấy hai vị lão sư chờ ở đây cả buổi trời rồi, chắc là người hẹn sẽ không đến. Chỉ bằng đi ăn một bữa tiệc cùng ta đi, có mấy nhân vật lớn đều đang ở đấy, bọn họ đã ngưỡng mộ thanh danh của Bàng lão sư và Hoa lão sư từ lâu. Không cần, Bàng Thu Thủy lại từ chối lần nữa, chúng ta có hẹn rồi. Hoa Tư Dung cũng không muốn xã giao với nam tử da nhờn, trực tiếp nói. Nếu Hàn viện trưởng đã có hẹn với các nhân vật tai to mặt lớn rồi, thế thì mau đi đi, mất công tới trễ làm cho các ông lớn mất vui, đến lúc đó ngươi muốn liếm cũng không liếm được. Ngươi nói cái gì? Nam tử da nhờn không nghĩ rằng Hoa Tư Dung sẽ nói như vậy, tức đến nỗi quát gầm lên, Bàng lão sư, Hoa lão sư, ta đang cho hai người các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng, để rồi coi. Hoa Tư Dung làm bộ mặt, lêu lêu, ngươi mau cút đi. Nam tử da nhờn không thể nổi đóa ở trước mặt mọi người, đành phải chửi thầm trong bụng, rồi lái xe từ từ rời đi. Lần này, những người vây xem càng tò mò hơn, hai vị mỹ nữ lão sư rốt cuộc là đang đợi ai. Một lát sau, lại có một chiếc xe sang lái tới, dừng ở trước mặt Bàng Thu Thủy và Hoa Tư Dung. Lần này cửa sổ xe không có hạ xuống, mà là cửa xe mở ra, Đường Hỏa cầm một bó hoa hồng to bước xuống xe. Chậm rãi đi tới trước mặt Bàng Thu Thủy, ta không ngờ rằng nàng vẫn ở đây chờ ta. Nếu mà không phải nhìn thấy status, à không, thần giao cách cảm, thì thật là vụt mất sự chờ đợi si tình của nàng. Đường Hỏa vừa đến, quần chúng vây xem lập tức phát ra đủ loại âm thanh như ồ, dù sao Đường Hỏa vẫn khá nổi tiếng ở Giang Hải, làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình nên cũng có không ít fan trẻ. Một người là mỹ nữ lão sư ở trường học. Người còn lại là thanh niên tuấn kiệt của đài truyền hình, hai người tình tứ như thế ở trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ khiến cho một đám học sinh vây xem vì thế mà hô hào, cảm thấy vô cùng lãng mạn. Bàng Thu Thủy lại cảm thấy có chút đau đầu, nhìn Đường Hỏa rồi chất vấn, ngươi tới đây làm gì? Là tình yêu và sự chờ đợi của nàng bảo ta tới. Trên mặt Đường Hỏa nở nụ cười, cầm bó hoa lên, thấy biểu hiện bây giờ của nàng. Ta sẽ tha thứ cho tất cả sai lầm của nàng đối với ta vào ban ngày.
Nếu đã không chấp nhận lời cầu hôn lúc trước của ta, vậy ta sẽ cầu hôn nàng trước mặt mọi người thêm lần nữa. Vì thế, nàng không cần phải lo lắng gì cả, mà hãy kiêu ngạo tuyên bố với tất cả mọi người, nàng chính là người phụ nữ của Đường Hỏa ta. Ngươi có bị điên không? Bàng Thu Thủy bị đòn tập kích bất ngờ của Đường Hỏa làm trở tay không kịp. Hoa Tư Dung lại cảm thấy kết quả như thế cũng không tệ, nhỏ giọng nói, người mà ngươi đợi cả buổi còn không tới, chỉ bằng chấp nhận Đường Hỏa đi, làm như vậy nói không chừng sẽ trở thành một đoạn giai thoại, chúng ta cũng đỡ lúng túng. Đây là trò quỷ của ngươi, phải không? Bàng Thu Thủy hơi hoài nghi nhìn Hoa Tư Dung. Ánh mắt của Hoa Tư Dung lóe lên, liền vội vàng lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan. Thu Thủy, hôm nay ta chân thành cầu. Lúc này, Đường Hỏa đã quỳ một chân dưới đất, chuẩn bị nói ra thoại của mình. Bàng Thu Thủy phẫn nộ quát, câm miệng cho ta. Đường Hỏa bị dọa đến nỗi cả người run lên, bó hoa rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Bàng Thu Thủy. Trước đây ta đã nói, ta không thích ngươi, căn bản cũng không có hứng thú gì với ngươi. Bàng Thu Thủy trực tiếp nói với Đường Hỏa, ta đã sớm có người mình yêu, ngươi đừng trở lại làm phiền ta, được không? Ta không tin. Đường Hỏa lắc đầu không thôi, Thu Thủy, nàng đang cố ý chọc tức ta, đúng không? Ở Giang Hải, có nam nhân nào ưu tú như ta, có nam nhân nào tài giỏi như ta, có nam nhân nào anh tuấn như ta? Nói như thế hơi có phần tự tin, nhưng xét theo một góc độ nào đó cũng coi như là sự thật, dù sao mới 25, 26 tuổi mà đã có chương trình của riêng mình ở Giang Hải, hơn nữa tỷ lệ người xem không thấp, tướng mạo quả thật rất anh tuấn. Là con rể quý đúng chuẩn trong mắt của không ít trưởng bối. Ngươi không cần nói nữa. Bàng Thu Thủy chậm rãi nói, hắn anh tuấn hơn ngươi, có tài hơn ngươi, và còn ưu tú hơn ngươi nhiều, ngươi không bằng một phần vạn của hắn, thậm chí ngay cả một sợi lông của hắn cũng không sánh bằng. Đường Hỏa đứng lên, gào thét, ta không tin có người như thế tồn tại, nàng có gan thì bảo hắn đứng ra, so tài với ta. Đám người ở bên cạnh cũng cảm thấy Bàng Thu Thủy có chút quá đáng. Coi như ngươi không đồng ý lời cầu hôn của Đường Hỏa, cũng không cần phải hạ nhục hắn như vậy. Đặc biệt là sau khi nghe Bàng Thu Thủy nói xong, đám người vây xem cũng muốn gặp thử nam nhân trong truyền thuyết này. Bàng Thu Thủy vốn còn hơi tức giận, bỗng dưng dương mắt nhìn một bóng người đang chậm rãi đi về phía này, lập tức giơ tay bắt đầu vẫy vẫy, Hạ Thiên, ta ở đây. Hạ Thiên vừa mới mây mưa với Lam Y Nhân xong, tâm tình tương đối sảng khoái. Nhưng cũng chưa quên mình có hẹn với người khác, thế là bèn đi tới trước cổng trường Đại học Giang Hải như thể đang tản bộ trong sân vườn. Kết quả, hắn nhìn thấy người ở trước cổng đông nghìn nghịt, bu quanh đến nỗi chật như nêm cối, nên chẳng buồn chen chúc vào đám đông. Ngay lúc hắn muốn đi, chợt nghe thấy tiếng hô hoán của Bàng Thu Thủy. Tiếp đó trước hàng trăm con mắt đổ dồn của mọi người, Bàng Thu Thủy hết nhún rồi lại nhảy, sổ vào lồng ngực Hạ Thiên. Có điều. Hạ Thiên cũng không có để nàng toại nguyện, nhìn Bàng Thu Thủy một cách kỳ quái, người bị điên à. Sau đó, Hạ Thiên phát hiện mấy trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, hơn nữa còn mang theo địch ý dữ tợn, quả thật có chút khó hiểu, đầu óc của bọn này đều bị lừa đá hết à. Người mắng ai bị điên đấy? Dám mắng nữ thần của bọn ta, muốn ăn đòn rồi đúng không? Tiểu tử này là ai vậy, vậy mà để Bàng Thu Thủy chủ động xà vào trong lòng. Mẹ kiếp, đánh chết hắn. Lời này của Hạ Thiên lập tức khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, đám người vây xem bắt đầu đồng loạt kêu ca với hắn. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Bàng Thu Thủy mắt thấy tình hình hơi mất kiểm soát, liền vội vàng nói với Hạ Thiên, bọn họ chỉ hơi kích động, sẽ không làm gì ngươi đâu. Bọn họ không thể làm gì được ta. Hạ Thiên bĩu môi, chỉ là một đám đần không có não mà thôi. Hoa Tư Dung vốn đang cho rằng Bàng Thu Thủy có hẹn với một soái ca tuyệt đỉnh hay là một nam nhân có 102 nào đó, trong lòng cũng có chút chờ mong, kết quả nam nhân ở trước mặt hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt, không phải bình thường như Cổ Thiên Lạc, mà đúng là bình thường không có gì đặc biệt như ý nghĩa. Quần áo tầm thường, toàn là đồ ở mấy quán hàng rong, tướng mạo thì bình thường, trông không khác gì một người bình thường. Khí chất cũng thường thường, vẻ mặt thì lờ đờ. Giống như làm tình quá độ, nhưng nhìn bộ dáng của hắn hẳn là chưa từng nếm mùi nữ nhân. Nói chung, theo Hoa Tư Dung thấy Hạ Thiên rất kém cỏi, hoàn toàn không xứng với Bàng Thu Thủy, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay của nàng cũng không xứng,
cho nên hoàn toàn không thể nào hiểu được tại sao Bàng Thu Thủy lại coi trọng hắn, tên này có thể so sánh với Đường Hỏa, đùa gì thế? Này, sao ngươi tệ bạc quá vậy? Trong lòng Hoa Tư Dung khó chịu nhìn Hạ Thiên, chỉ trích nói, hẹn con gái người ta đi ăn cơm, lại đến trễ như vậy, rồi còn mở mồm nói tục, thái độ cũng quá tệ. Hạ Thiên liếc mắt nhìn Hoa Tư Dung một cái, ma lem nhà ngươi là ai thế? Bộ ta có quen ngươi à? Mẹ nó, ngươi mắng ai là ma lem? Hoa Tư Dung tức đến nổ phổi, chỉ vào Hạ Thiên rồi mắng. Ai đáp lại thì là người đó đấy. Hạ Thiên bĩu môi. Bàng Thu Thủy thấy bản thân của mình đang bắt đầu dùm beng với Hạ Thiên, liền vội vàng nói với Hoa Tư Dung, Dung Dung, người bớt nói xíu đi, mau xin lỗi Hạ Thiên. Ta xin lỗi, vẻ mặt của Hoa Tư Dung khó tin, chỉ vào mũi của mình, nói với Bàng Thu Thủy, là ta nghe nhầm, hay là ngươi nói nhầm vậy? Ta không có nói nhầm, ngươi cũng không có nghe nhầm. Sắc mặt của Bàng Thu Thủy không giống như đang nói đùa chút nào, mau xin lỗi Hạ Thiên đi. Nếu không thì ta cũng không giúp được gì cho ngươi đâu. Hoa Tư Dung kinh ngạc nhìn Bàng Thu Thủy, cảm giác như không quen biết nàng, vừa nãy còn bình thường, sao vừa gặp tên nam nhân này lại thay đổi 180 độ, vấn đề mấu chốt là nam nhân đó chẳng có chút mị lực nào, hoàn toàn chưa đến mức độ khiến người ta mê mẩn đến vậy. Ngươi về ký túc xá đi, ta không cần ngươi đi cùng. Bàng Thu Thủy nói với Hoa Tư Dung. Hoa Tư Dung vô cùng thất vọng. Trừng mắt nhìn Bàng Thu Thủy một cái, dậm chân, sau đó xoay người rời đi. Chờ Hoa Tư Dung rời đi, Đường Hỏa bị bỏ rơi ở một bên, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại từ trong sự ngỡ ngàng, tiến lên liền tóm lấy tay của Bàng Thu Thủy, quả nhiên là hắn, nàng thế mà vì loại nam nhân này mà từ chối ta. Các ngươi ồn ào cứ ồn ào, cãi nhau cứ cãi nhau, nhưng đừng có kéo ta theo. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Ta với nữ nhân này không có bất kỳ quan hệ gì cả. Gu của ta còn chưa thấp đến mức này. Bàng Thu Thủy nghe vậy, có chút bất mãn nhìn Hạ Thiên một cái. Nàng nghe đi, Đường Hỏa lôi Bàng Thu Thủy, chỉ Hạ Thiên, hắn xem thường nàng, sỉ nhục nàng như vậy, nàng lại vui vẻ chịu đựng, còn ta thì nghe lời nàng răm rắp, cầu gì được nấy, nhưng nàng lại báo đáp ta như thế sao? Nghe thấy vậy, quần chúng vây xem đều xô trào. Thậm chí có không ít người lấy điện thoại di động ra, ghi lại cảnh drama này, phải biết mấy nhân vật chính, một người là người dẫn chương trình nổi tiếng, một người là mỹ nữ giáo sư của Đại học Giang Hải, còn có một người là... Là ai nhỉ, mà thôi kệ nó, dù sao đây là một cảnh tượng ngàn năm có một. Chỉ có điều, sau khi bọn họ lấy điện thoại di động ra, phát hiện căn bản không mở máy được, liền mất hứng hóng hớt. Bàng Thu Thủy nghe thấy Đường Hỏa chất vấn. Sắc mặt khá lạnh nhạt, chậm rãi nói, đây cũng là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến ngươi hết, hiểu chưa? Ta thích nàng đến thế, nàng thật sự muốn dùng loại tình cảm này để làm nhục ta như vậy ư? Đường Hỏa đau lòng đến cực điểm, con mắt dữ tợn lườm Bàng Thu Thủy, nàng muốn làm như thế. Là vì hắn, đúng không? Ngươi là đồ rẻ rách, là đồ không biết liêm sỉ, là... Đủ rồi, Bàng Thu Thủy lạnh nhạt nói, ngươi thích ta. Đó là chuyện của ngươi, đây không phải là lý do mà ngươi có thể áp đặt đạo đức lên ta, ngươi cũng không thể vì thế mà có tư cách chỉ trích ta. Ta thích ai, ta muốn ở cùng với ai, là sự tự do của ta, không mượn ngươi xía vào. Nếu như, ta muốn xía vào thì sao? Ánh mắt của Đường Hỏa bỗng nhiên thay đổi, càng ngày càng dùng sức lôi tay của Bàng Thu Thủy, nàng là người con gái mà ta yêu nhất, coi như quăng đi tất cả tự tôn của ta. Ta cũng tuyệt đối không cho phép nàng sa đọa như vậy. Bàng Thu Thủy cảm nhận được đau đớn, muốn hất tay Đường Hỏa, mau thả ta ra. Không thả, ngày hôm nay nàng nhất định phải đi theo ta. Đường Hỏa lôi Bàng Thu Thủy đi về phía xe của hắn, ta sẽ khiến nàng tỉnh táo lại, để nàng biết ai mới là nơi mà nàng thật sự thuộc về. Bàng Thu Thủy cảm nhận được một chút nguy hiểm, liền vội vàng nói với Hạ Thiên, mau giúp ta không muốn đi cùng hắn. Tại sao ta phải giúp ngươi? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thôi, không phí thời gian với các ngươi nữa. Ta cũng chẳng rảnh ở đây xem các ngươi diễn kịch, hay là cứ trực tiếp kết thúc đi. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Bàng Thu Thủy hoàn toàn nghe không hiểu những gì mà Hạ Thiên nói, ngươi giúp ta trước đã, rồi hẵng nói những chuyện khác, được chứ? Đường Hỏa cũng chỉ vào Hạ Thiên một cách dữ tợn, cảnh cáo nói, tiểu tử,
ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng tiếp tục quấn quýt lấy Thua Thủy, bằng không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ở thành phố Giang Hải, Đường Mỗ ta vẫn còn có chút danh tiếng, đừng có tưởng rằng ta đang đùa. Lúc này, Bàng Thu Thủy lại chắn ở trước người Hạ Thiên, lườm Đường Hỏa, nói, ngươi chớ làm loạn, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Ta chỉ là mời hắn đi ăn cơm tối mà thôi, là do ngươi suy nghĩ lung tung. Ta hẹn ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều từ chối. Đường Hỏa càng không kiềm chế được lửa giận trong lòng, ngươi vậy mà chủ động hẹn hắn ăn cơm tối, còn nói các ngươi không có gian tình. Đủ rồi, Bàng Thu Thủy mất hứng giải thích, quát mắng, coi như chúng ta có gian tình, thì liên quan gì đến ngươi. Đường Hỏa triệt để phát điên, giơ tay liền tát Bàng Thu Thủy một cái, ta đánh chết tiện nhân nhà ngươi. Bộp, Bàng Thu Thủy trực tiếp bị một tát này làm té ngã xuống đất. Còn tiểu tử ngươi cũng nên chết đi. Dứt lời, Đường Hỏa siết chặt nắm đấm, đánh tới Hạ Thiên. Đùng, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đá Đường Hỏa một cước, cả người lẫn xe đều bị đạp bay xa mấy chục mét. Quần chúng vây xem thấy Đường Hỏa phun máu tươi và ngã ở cách đó không xa, sửng sốt vài giây mới giật mình tỉnh lại, la hét tứ tung rồi chạy tán loạn, a, giết người. Thôi, chán rồi, không giỡn với các ngươi nữa. Hạ Thiên không có phản ứng với đám người đang kinh sợ và chạy tán loạn xung quanh, mà là giơ tay lên, như là nhấc bổng hai con gà con, trực tiếp mang hai người bọn họ mang trở về một phòng làm việc trong cao ốc thần y. Chuyện gì thế? Y Tiểu Âm đang nghiên cứu tài liệu, bỗng dưng nhìn thấy Hạ Thiên mang theo hai người sống sờ sờ xông vào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là ai vậy? Hạ Thiên thuận miệng đáp lại, hai tên đần, ban đầu còn muốn giỡn với bọn hắn một xíu. Nhưng bọn hắn thực sự quá nhạt nhẽo, không muốn phí thời gian nên ta đành trực tiếp mang bọn họ về. Y Tiểu Âm đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của hai người này, lập tức có chút suy nghĩ, tiện tay lấy ngân châm ra, cứu hai người bọn họ tỉnh lại. Ta là Bàng Thu Nghiên. Bàng Thu Thủy chỉ cảm thấy đầu của mình rất đau, tự lẩm bẩm, nhưng chẳng phải ta đã chết rồi sao? Bên cạnh, Đường Hỏa cũng lộ ra vẻ thống khổ và mờ mịt tương tự. Tiếp đó vỏ đầu ta là Đường Mộc. Nhưng mà, sao ta lại ở đây? Đây là đâu, các ngươi không cần biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, các ngươi là ai, điều này cũng không quan trọng. Nói chung hiện tại, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, lão đại của các ngươi đang ở đâu? Đường Hỏa đột nhiên ngẩng đầu, lườm Hạ Thiên, Hạ Thiên, không phải ngươi còn đang ở trên biển sao? Hạ Thiên, ngươi thực sự là Hạ Thiên. Tốt quá, cuối cùng ta cũng gặp người thật. Hai mắt của Bàng Thu Thủy tỏa sáng, nàng đúng là một fan cuồng của Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên ngoài đời liền kích động đến mức đứng ngồi không yên, ta thật cao hứng, ngươi có thể cho ta ôm một cái được không, từ 10 năm trước ta đã yêu ngươi rồi. Vậy ngươi cao hứng sớm quá rồi. Hạ Thiên bĩu môi, ta không thể ôm một nữ nhân xấu, và không có hứng thú với tình yêu của một bản sao. Nữ nhân xấu. Bàng Thu Thủy sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ nói, không thể nào, ta đã nghiên cứu kỹ mẫu người lý tưởng của ngươi, khuôn mặt này được cải tạo dựa theo gu của ngươi. Bản sao, Y Tiểu Âm lại bắt được cụm từ then chốt trong lời nói của Hạ Thiên, Đường Mộc và Bàng Thu Nghiên thật đã chết, thi thể đều bị Triệu Thanh Thanh mang đi nghiên cứu, ý của ngươi là hai người này là người nhân bản. Hạ Thiên lắc đầu, vợ y, nàng đoán sai rồi, nhân bản là công nghệ cao. Mà hai người này chỉ là dùng pháp thuật để cải tạo ra. Trong tập đoàn thần dược hẳn là không có ai có bản lãnh đó. Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, suy nghĩ nói, thế thì, trước mắt thế lực duy nhất có khả năng làm được, chính là Thiên Cung. Có phải là Thiên Cung hay không cũng không quan trọng. Hạ Thiên lười biếng nói, thế nhưng tên Bàng Khắc Kiên đã trốn thoát đó, nhất định là có vấn đề. Y Tiểu Âm có chút ngoài ý muốn. Nói, lần này ngươi vậy mà lại đi quan tâm chuyện này, còn chủ động xuất kích, muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn. Chủ yếu là hai người này diễn lâu quá, quá nhàm chán. Hạ Thiên hứng hờ nói, hết lần này đến lần khác dùng cái chiêu cũ dích mà chỉ có bọn đần mới mắc lừa, thật sự là không nhìn nổi. Vậy ngươi mang người về, là muốn làm gì? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, ta cũng không nghĩ bọn họ biết nội tình gì đâu, nếu chỉ là bản sao. Thế thì có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thể của Đường Hỏa và Bàng Thu Thủy bỗng dưng nổ tung. Oanh! Toàn bộ một tầng đều bị phá hủy. Lúc này,
có hai người đang nhìn vụ nổ đó từ xa. Hai người đó đứng ở sân thượng của một tòa cao ốc cách xa cao ốc thần y mấy ngàn mét. Một người trong đó chính là bàng giáo sư của Đại học Giang Hải, cũng chính là mẹ của bàng Thu Thủy. Một người khác trông như nam nhân trung niên, chẳng qua là mặc áo khoác màu xám nâu, trên đầu còn đội mũ dạ, hạ vành mũ xuống, che khá kín khuôn mặt. Người có chắc là hiệu quả không? Bàng giáo sư mặt lạnh như tiền nhìn khói bụi mịt mù, nhẹ giọng hỏi. Nam tử trung niên đội mũ chậm rãi nói, coi như không hiệu quả, cũng phải thử một lần. Ta cảm thấy hành động này của ngươi là đang lãng phí tài nguyên. Bàng giáo sư không tán thành, lắc đầu, ngươi biết chế tạo hai cái thân phận được xã hội tiếp nhận một cách hoàn mỹ như này, tốn biết bao nhiêu tài lực và vật lực không? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, thế thì ngươi còn lãng phí tài nguyên nhiều hơn ta. Những vật tế đó đều có tác dụng. Bàng giáo sư nhàn nhạt bác bỏ, nói còn ngươi. Ngoại trừ làm tăng nguy cơ bại lộ của tổ chức ra, thì có tác dụng gì chứ? Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là có tác dụng, hiện tại chẳng qua chỉ là thí nghiệm mà thôi, dù rằng chỉ có thể đả thương Hạ Thiên một chút, nhưng đã chứng minh cố gắng nhiều năm qua của ta không có uổng phí, và phán đoán của ta là chính xác. Đối với kế hoạch tương lai của tổ chức cũng không phải hoàn toàn uổng công vô ích. Bàng giáo sư không nhìn được liền bật cười, người muốn chứng minh cái gì? Hắn không phải thần, mà là người. Ngữ khí của nam tử trung niên kiên nghị đáp lại. Chuyện này thì có nghĩa lý gì? Bàng giáo sư vẫn không nhìn được lắc đầu, lấy bản lãnh của hắn, đã sớm vượt qua khỏi giới hạn của con người, đối với chúng ta mà nói, có khác gì thần đâu. Thần, chỉ có thể có một người. Nam tử trung niên bỗng dưng hơi dương mắt. Con ngươi trong mắt trái vậy mà nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, đó chính là cung chủ thiên cung của chúng ta, những kẻ khác ngấp nghé thần vị đều đáng chết. Bàng giáo sư cười khẽ hai tiếng, thú vị, ngươi gia nhập thiên cung chưa được bao lâu, mà đã bị tẩy não rồi hả? Tuyết Di, tốt nhất là ngươi nên chú ý thái độ của mình. Nam tử trung niên lôi kéo vành mũ lên, trịnh trọng cảnh cáo nói, tuy nói ta là ca ca ngươi, nhưng nếu mà ngươi bất kính với cung chủ, thì đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Điều này ta biết, bàng khắc kiên ngươi nổi danh vô tình vô nghĩa, mất hết tính người. Bàng giáo sư thở dài, châm chọc nói, cho nên dù là Đường Mộc hay là Thu Nghiên, giờ lại thêm Đường Hỏa và Thu Thủy, đều sẽ bị ngươi hy sinh mà không chút do dự. Nam tử trung niên lạnh lùng hỏi, ngươi có ý kiến à? Nào dám, bàng giáo sư khoát tay áo một cái mạng nhỏ của ta đều nằm trong tay ngươi. Chỉ là ta muốn biết, ngươi làm lớn chuyện như vậy, thật sự có thể xử lý ổn thỏa những công việc sau này sao? Hay là ngươi đã sẵn sàng chết như thế nào rồi? Nam tử trung niên khó hiểu, ý ngươi là sao? Không có ý gì cả. Sắc mặt của bàng giáo sư dần dần lạnh xuống, ngươi cũng biết đòn tập kích đó của ngươi căn bản không giết được Hạ Thiên, thế thì tiếp đó, không chỉ là ngươi, bao gồm chi nhánh thiên cung ở trong nước đều sẽ đối mặt với sự báo thù của Hạ Thiên. Ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Chi nhánh trong nước, ngươi nói là bọn phế vật Nam Thiên Môn đó hả? Nam tử trung niên mặt đầy xem thường, giọng điệu khinh bỉ, nói ứng thiên vương căn bản không xứng chấp trưởng Nam Thiên Môn, con gái của hắn còn vô dụng hơn, nếu như bị Hạ Thiên càn quét, thế thì cũng xem như thay cung chủ trừ khử rác rưởi. Hai, đầu óc ngươi quả nhiên không bình thường, bàng giáo sư có chút thở dài, nói ta nói ngươi đó, ngươi sẵn sàng chết chưa? Ta, nam tử trung niên ngẩn người, tiếp theo liền hiểu ra, cười nhạo nói, ta có độn ẩn chi thân mà cung chủ ban tặng, Hạ Thiên căn bản không thể tìm được ta, coi như tìm được ta, cũng không thể làm gì được ta. Bàng giáo sư cười như có như không, nói, ngươi chắc chứ? Đương nhiên, nam tử trung niên tương đối tự tin, coi như không có độn ẩn chi thân, hắn tuyệt đối cũng không tìm được ta. Ta tung hoành giang hồ mấy chục năm. Mỗi lần đều có thể bình yên vô sự thoát thân, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thế thì ngươi ảo tưởng quá rồi đó. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên ở phụ cận, ngươi tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chẳng liên quan gì đến ta cũng không thèm để ý loại đồ đần như ngươi. Nhưng mà ngươi cứ tới trêu chọc ta, và cả vợ của ta, đó là đang tìm đường chết, đừng nói ngươi có chi thân gì đó, coi như ngươi có chín cái mạng, lần này cũng sẽ chết chắc. Ừ. Hạ Thiên, nam tử trung niên đột nhiên quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt khó chịu.
Hạ Thiên bĩu môi, nói đi, người muốn chết như thế nào? Người vậy mà không bị thương chút nào, chuyện này không thể nào. Trong mắt của nam tử trung niên tràn đầy vẻ khó tin. Hạ Thiên có phần khinh bỉ, nói, chỉ bằng vụ nổ tầm cỡ đó, ngay cả móng tay của ta cũng không đả thương được. Ta không tin, người khẳng định là bị thương, hiện giờ chỉ là đang miễn cưỡng cầm cự mà thôi. Nam tử trung niên trợn mắt nhìn Hạ Thiên, cố gắng muốn tìm ra bằng chứng chứng minh Hạ Thiên đang giáng cầm cự, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đồ đần chính là đồ đần. Hạ Thiên chẳng muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp lộ ra ngân châm giữa ngón tay, thôi, không nhiều lời với ngươi nữa, trực tiếp tiễn ngươi đi chầu trời. Khoan đã, nam tử trung niên thoáng lui lại hai bước, nhìn Hạ Thiên và nói, ta muốn biết sao ngươi có thể phát hiện ra nơi này. Nơi này là một trong 9 căn nhà an toàn mà cung chủ bố trí, trừ người trong thiên cung ta ra, thì căn bản không thể có ai khác tiến vào được. Nhà an toàn chó má gì chứ, chỉ đơn giản là một kết giới bình thường mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đối với người bình thường còn có tác dụng, nhưng đối với ta thì vô dụng, tiện tay là bị ta phá hết. Nam tử trung niên vẫn chưa tin, bỗng quay đầu nhìn về phía bảng giáo sư, quát hỏi có phải là người bán đứng ta không? Ngươi cảm thấy câu hỏi này, ta nên trả lời như thế nào đây? Bàng giáo sư khẽ thở dài một cái, nhìn nam tử trung niên như thể đang nhìn một tên đần, thôi, để ngươi chết thì ngươi mới hiểu ra đôi chút. Bàng giáo sư bỗng dưng đưa tay sờ lên mặt một thoáng, chỉ thấy gương mặt vốn dĩ đầy nếp nhăn, bỗng chốc trở nên mịn màng và xinh đẹp trở lại, đây rõ ràng là khuôn mặt của một nữ nhân trẻ tuổi. Ứng Hiểu Nguyệt, nam tử trung niên kinh ngạc không thôi, sao lại là ngươi? Đương nhiên là ta, trong ánh mắt của Ứng Hiểu Nguyệt không hề che giấu chút xem thường nào, thật cho rằng cái kế hoạch hỏng bét của các ngươi có thể gạt được ai, muội muội ngươi đã bị ta giết chết từ lâu, đương nhiên là moi sạch tất cả bí mật xong rồi mới thủ tiêu. Chuyện này sao có thể? Nam tử trung niên hai tay bụng mặt, ánh mắt sợ hãi, kế hoạch của ta rõ ràng không có sơ hở nào, làm sao các ngươi phát hiện được? Hạ Thiên gặp qua rất nhiều người tự cho là tài giỏi. Nghe thấy lời này, không khỏi mắng, đồ đần quả nhiên đều tự cho mình lợi hại. Kế hoạch của ngươi căn bản chỉ là trò trẻ con, sơ hở nhiều đến nỗi ta còn chẳng muốn nói. Ứng Hiểu Nguyệt đồng tình nhìn nam tử trung niên, lại liếc Hạ Thiên một cái, nhẹ giọng nói, coi như trên thế giới này thật sự có kế hoạch hoàn mỹ không tì vết, thì cũng vô dụng trước mặt Hạ Thiên. Có ý gì? Vẻ mặt của nam tử trung niên mê man. Ứng Hiểu Nguyệt nhớ tới cảnh ngộ của bản thân. Thở dài nói, ngươi hiểu hay không hiểu, đã không còn chút ý nghĩa nào. Thừa dịp hiện tại ngươi còn có chút tác dụng, thì nói cái gì có ý nghĩa tí đi. Nam tử trung niên bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Hạ Thiên, lại nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, các ngươi đang muốn moi ra tin tức cung chủ từ trong miệng ta. Đúng là mơ mộng hão. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên liền đâm ngân châm vào đỉnh đầu của hắn, tiếp đó lại đâm mấy châm lên huyệt vị khác. Nam tử trung niên lập tức cảm thấy thống khổ vô cùng, như là có hai ngọn núi Thái Sơn, đang từ từ đè xuống đầu của hắn, ngực của hắn, bụng của hắn, chân của hắn. Hơn nữa cơn đau này dường như còn bị bành trướng gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, ngắn ngủi vài giây, hắn cảm thấy như đã trôi qua hơn một thế kỷ. Đáng lẽ ta sẽ trực tiếp đâm ngươi một châm, ngươi biết sự thật gì đều sẽ nói ra hết. Hạ Thiên cười hì hì nói, nhưng mà nói như vậy thì quá tiện nghi cho đồ đần nhà ngươi, cho nên trước hết để ngươi từ từ hưởng thụ một phen rồi tính tiếp. Tâm lý đề phòng của nam tử trung niên đã bị công phá, há mồm muốn nói ra hết tất cả những gì mà mình biết, nhưng đáng tiếc giữa cổ họng lại như bị mắc nghẹn, để hắn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Sắp được rồi, lúc này, Y Tiểu Âm bay tới, hạ xuống trước người Hạ Thiên, lên tiếng nhắc nhở, đừng có chơi chết người ta. Hạ Thiên nhìn thấy Y Tiểu Âm, cười hì hì, vợ y y, tại sao nàng lại tới đây? Có một vài tin tức liên quan tới thiên cung, ta đã moi được từ trong miệng hai người kia rồi. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, có một số việc cần trao đổi với ngươi một chút, thấy ngươi cả buổi trưa trở lại, nên tới xem thử. Hạ Thiên ôm lấy eo thon của Y Tiểu Âm, vợ y y, vậy chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh thương lượng xíu đi. Về văn phòng rồi nói, Y Tiểu Âm coi nhẹ lời nói bóng gió của Hạ Thiên. Nói với Ứng Hiểu Nguyệt, mang theo tên bàng khắc kiên này đi theo bọn ta. Dứt lời, Y Tiểu Âm né khỏi cái ôm của Hạ Thiên,
trực tiếp trở về cao ốc thần y. Ứng Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Thiên chằm chằm, mang theo nam tử trung niên đã đau đến ngất đi, nhún người đi theo phía sau Y Tiểu Âm. Hai, sao vợ y y vẫn không hiểu phong tình như thế chứ? Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm, nhất định là ám hiệu của ta còn chưa đủ mãnh liệt, đến buổi tối hay là cứ trực tiếp công khai, nàng nhất định sẽ chấp nhận. Cao ốc thần y, vẫn bình yên vô sự như trước. Vụ nổ ban nãy, thật ra chỉ là một ảo giác mà thôi, dùng để dụ Bàng Khắc Kiên cắn câu. Có một việc, mặc dù Hạ Thiên chưa đến mức nói dối, nhưng kỳ thật cũng không có dễ dàng như hắn nói. Đó là nhà an toàn mà Bàng Khắc Kiên trốn, thật ra hắn cũng không cách nào nhẹ nhõm đập vỡ, bởi vì hắn phát hiện đó là đoạn không kết giới do tu tiên giả độ kiếp kỳ bố trí. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ coi thường loại kết giới này, chỉ là hiện giờ tu vi của hắn đang bị đình trệ ở kim đan kỳ, không đủ linh khí để vận dụng, dù cho có nghịch thiên bát châm làm chỗ dựa, có thể đấu một trận với tu tiên giả độ kiếp kỳ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cho nên, Y Tiểu Âm mới nghĩ ra một kế sách, dụ Bàng Khắc Kiên chủ động lộ ra sơ hở, sau đó bắt trọn ổ của những người này. Còn về quá trình, nói ra cũng không có nghĩa lý gì, chỉ là bây giờ bọn hắn lại đang đối mặt với một vấn đề mới nghiêm trọng hơn. Vị cung chủ Thiên Cung đang nhằm vào bọn họ, nhiều khả năng là một tu tiên giả độ kiếp kỳ. Thiên Cung là một bí cảnh vô cùng thần bí, rất có thể đã tồn tại từ mấy ngàn năm trước, thậm chí một vạn năm trước. Cho dù là thời đại thần thoại xa xưa, hay là thời đại phong kiến sau này, luôn có truyền thuyết liên quan đến nó được lưu truyền trong nhân gian. Trong dòng sông thời gian mênh mông, đương nhiên cũng có người may mắn, đã từng tiến vào bí cảnh đó, còn vì thế mà nhận được sức mạnh của thần, người đó chính là tổ tiên đang ẩn núp ở Tiêu Gia. Tiêu Gia vốn là dựa dẫm vào vị tiên tổ này đánh đâu thắng đó, phát triển thế lực gia tộc thành một con quái vật khổng lồ, thậm chí còn muốn thôn tính tiểu tiên giới, nên đã khơi mào một trận đại chiến của tu tiên giới, làm cho toàn bộ nguyên khí của tu tiên giới chịu đại thương, linh khí trên trái đất cũng dần loãng đi. Đồng thời những gì mà tiên tổ Tiêu Gia trải qua cũng được truyền tụng ra ngoài, thế là vô số tu tiên giả đều lần lượt gia nhập vào trong trào lưu tìm kiếm Thiên Cung bí cảnh. Khoảng 3.000 năm trước, có một vị thiếu nữ mặc áo trắng tự xưng là đến từ trong Thiên Cung bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện, dẹp loạn tranh đấu tu tiên giới, thu phục tiên tổ Tiêu Gia, và sáng lập nên Thiên Cung. Sự tồn tại của Thiên Cung, ngăn được tất cả thế lực tu tiên giới trên trái đất, đồng thời chế định ra một loạt quy tắc, tách biệt tu tiên giới ra khỏi giới trần tục. Tương tự, cung chủ Thiên Cung sẽ phân phối linh khí trong bí cảnh cho tất cả đại thế lực tu tiên giới dựa theo một tỷ lệ nhất định. Sau lần đó, tu tiên giới tiến vào thời bình dài dằng dặc, cho đến khi Hạ Thiên xuất hiện. Mười mấy năm trước, sự xuất hiện của Hạ Thiên đã dẫn tới cuộc họp lớn của tu tiên giới trên trái đất, vừa có người muốn lôi kéo, vừa có người muốn xóa sổ, kết quả là những ý kiến này đều bị cung chủ Thiên Cung bác bỏ, và hạ lệnh cưỡng chế tất cả đại thế lực của tu tiên giới trên trái đất không được phép cản trở hắn. Trên thực tế, tốc độ phát triển của Hạ Thiên quá nhanh, tất cả đại thế lực của tu tiên giới trên trái đất sau này muốn cản trở cũng cản trở không được. Cung chủ Thiên Cung muốn làm gì, không ai biết. Tại sao mười mấy năm trước, bỏ mặc Hạ Thiên trưởng thành, mà bây giờ lại thăm dò ở khắp nơi, lúc nào cũng náo loạn, thực sự là làm người ta khó hiểu. Sau khi Y Tiểu Âm nhận được tin tức liên quan tới cung chủ Thiên Cung từ trong miệng Đường Hỏa, Bàng Thu Thủy cùng với Bàng Khắc Kiên, cũng vô cùng mờ mịt, không biết nữ nhân đó rốt cuộc muốn làm gì. Vợ Y Y, nghĩ không thông thì không cần nghĩ nữa, dù sao nữ nhân đó sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Hạ Thiên nằm ở trên bàn làm việc, thuận tiện đưa một quả chuối kế mép Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm không có ăn, chỉ là nhìn Hạ Thiên một cái, người có thể ung dung tiêu dao như thế, còn ta thì không làm được. Tu vi của cung chủ Thiên Cung, chí ít là độ kiếp kỳ, nếu mà nàng có địch ý với chúng ta, thế thì hậu quả khó mà lường được. Bằng tu vi hiện giờ của ngươi, e là không ngăn được. Tu vi bây giờ của ta không ngăn được, nhưng mà không có nghĩa là ta không ngăn được. Vẻ mặt của Hạ Thiên tự đắc, nở nụ cười, chỉ cần nàng dám tới kiếm chuyện với chúng ta, ta khẳng định có cách đánh bại nàng. Năm đó muội muội chân dài cao hơn ta mấy cảnh giới, chẳng phải còn bị ta đánh bại sao? Y Tiểu Âm lắc đầu, trông cậy vào Hạ Thiên có chút mạo hiểm, và còn không thực tế cho lắm.
trừ khi các bà vợ hiện tại của Hạ Thiên biến mất toàn bộ. Nghĩ đến điều này, Y Tiểu Âm bỗng nhiên có chút suy nghĩ, nếu nàng đã không nghĩ được mấu chốt của vấn đề, thì có thể tìm cơ hội để hỏi Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ thử, chỉ là tạm thời không biết làm thế nào để liên hệ được với các nàng. Hạ Thiên không biết Y Tiểu Âm đang suy nghĩ gì, chỉ là bĩu môi, vợ y, nàng thật sự không cần quá lo lắng, có ta ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Thật không, trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ xa lạ. Giọng nói này rất nhẹ nhàng, dịu dàng, như là một thiếu nữ đa tình vừa thẹn vừa sợ, nhưng lại khiến cho Y Tiểu Âm trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, bởi vì nàng không phát giác được. Hạ Thiên cũng có chút bất ngờ, bình thường mà nói, nếu có người tới gần phạm vi ngàn mét, thì hắn có thể cảm ứng được. Hiện tại đã có người ở trong phòng, thế mà hắn còn chưa phát hiện ra. Ai, cả người Y Tiểu Âm căng thẳng, trong nháy mắt bắt đầu ngưng thần đề phòng. Khẽ quát đi ra. Hạ Thiên cũng đang nhìn bốn phía, sau đó nói với Y Tiểu Âm, vợ y, đừng sốt sắng, chỉ có giọng nói ở trong phòng, người còn chưa tới. Là sao? Y Tiểu Âm khó hiểu. Hạ Thiên lười biếng nói, gần giống với thiên lý truyền âm trong tiểu thuyết võ hiệp. Y Tiểu Âm cũng phát hiện xung quanh quả thật không có kẻ địch, tâm tình chẳng những không buông lỏng, mà trái lại còn căng thẳng hơn, nói rõ kẻ địch mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Y Tiểu Âm lạnh giọng quát, hỏi có dám hiện thân gặp mặt không? Giọng nói ôn nhu kia lại vang lên, ta chính là cung chủ thiên cung mà các ngươi muốn tìm, họ tên thì tạm thời không đề cập, chỉ là có vài lời muốn nói với các ngươi. Ta không thích nói chuyện với nhau như thế. Hạ Thiên có phần khó chịu, nói, ngươi muốn nói, thì cứ trực tiếp đứng trước mặt ta rồi nói, nếu không thì câm miệng lại. Y Tiểu Âm không khỏi trừng Hạ Thiên một cái, đây chính là cơ hội giao lưu hiếm thấy, người dọa người ta chạy thì sao? Chẳng có gì để giao lưu cả. Hạ Thiên bĩu môi, dù sao sau này sẽ gặp mặt, đến lúc đó đánh một trận, hay là kết bạn, đương nhiên là sẽ rõ. Ta không có ác ý gì với các ngươi, đương nhiên, cũng không có thiện ý gì. Cung chủ thiên cung dường như cũng không để ý đến sự mạo phạm của Hạ Thiên, tiếp tục nói, ta sống lâu quá rồi. Cũng quá chán, nếu mà không tìm chút niềm vui, vậy thì còn không bằng ngủ say giống như nàng. Nàng, Y Tiểu Âm nắm được một từ then chốt, nàng mà ngươi nói đến là ai? Cung chủ thiên cung lạnh nhạt nói, chuyện này các ngươi cũng không cần biết. Y Tiểu Âm lập tức hỏi, vậy ngươi phái thủ hạ của ngươi liên tục tới đối phó bọn ta, đến tột cùng là muốn làm gì? Ta không có phái bất kỳ ai tới đây, cũng sẽ không phái ai đi làm cái gì cả. Cung chủ thiên cung cười khẽ một tiếng, chỉ là trong giọng nói dường như không có ý cười nào, là bọn hắn tự chủ trương mà thôi, nhưng ta cũng không có ngăn cản bọn họ. Dù sao quá chán, nên chung quy phải tìm một số chuyện để làm, bằng không thì tuế nguyệt dài dằng dặc, làm sao để giết thời gian. Y Tiểu Âm không đời nào tin tưởng lời của nữ nhân này, ý của ngươi là thiên cung Tiêu gia, còn có Nam Thiên Môn. Những thế lực này chẳng phải là do ngươi phái tới để đối phó với Hạ Thiên đấy sao? Dĩ nhiên không phải, cung chủ thiên cung lạnh nhạt, nói ta quả thật có chút hứng thú với Hạ Thiên, bởi vì mấy ngàn năm trôi qua, chỉ có hắn có chút tương tự với ta. Ở liên minh tu tiên, tìm đồng đạo quả thật là vô cùng đơn giản, nhưng mà ở một nơi hoang vắng như trái đất, có thể phát hiện một đồng loại, thực sự là hiếm thấy. Này, đừng nói lung tung, ta chưa từng gặp ngươi. Làm sao là đồng loại với ngươi được? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lẽ nào ngươi cũng là băng hỏa linh thể? Cung chủ thiên cung hình như không nghe thấy Hạ Thiên nói, thản nhiên nói tiếp, có điều, tư chất của đồng loại này thực sự không cao, tu vi cũng thấp, tiến triển càng là chậm chạp, và chỉ biết song tu với nữ nhân, đối với chuyện theo đuổi đại đạo lại yếu đến mức khiến người ta phải bực thay, và khiến người ta không lọt nổi mắt xanh. Hạ Thiên khó chịu nói, người muốn ăn đòn rồi, đúng không? Cho nên, ta cũng muốn thúc giục đồng loại này. Cung chủ thiên cung từ tốn nói, mau trưởng thành đi, sau đó tới tìm ta sẽ nói cho ngươi biết một vài bí mật mà ngươi đáng lẽ phải biết, và sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Ta không cảm thấy hứng thú với bí mật của ngươi. Hạ Thiên bình chân như vậy, khoát tay áo một cái, cơ mà, ta sẽ tới tìm ngươi, sau đó đánh cái mông ngươi. Chờ đã, ta còn có thắc mắc, Y Tiểu Âm cảm nhận được sự bất thường, lập tức kêu một tiếng. Cung chủ thiên cung quả nhiên không có trả lời.
đi rồi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Chờ một hồi, Y Tiểu Âm mới xác nhận nàng hoặc nói là giọng nói của nàng đã biến mất. Cung chủ thiên cung này rốt cuộc là ai? Y Tiểu Âm càng ngày càng nghi hoặc, nàng rốt cuộc muốn gì, lần này tới tìm chúng ta là vì cái gì cơ chứ? Không biết, cũng không cần biết. Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai của Y Tiểu Âm, an ủi, kỳ thực hoàn toàn không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ chúng ta tìm được nàng là biết hết mọi chuyện ngay. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, hỏi, nàng nói nàng là đồng loại với ngươi, hẳn là còn có ý nghĩa sâu xa khác. Khả năng là từ nhỏ nàng cũng được vị thần tiên tỷ tỷ nào đó thu dưỡng. Hạ Thiên nghiêm túc suy đoán nói. Hiện tại thông tin biết được cũng không nhiều. Y Tiểu Âm lườm Hạ Thiên một cái, sau đó tóm tắt lại những gì mà mình vừa nghe được. Chỉ biết là vị cung chủ thiên cung này sống mấy nghìn năm, tu vi chắc là độ kiếp kỳ, có thể là người của liên minh tu tiên. Tiếp theo lại nghĩ đến một chuyện, Y Tiểu Âm bổ sung thêm, vừa nãy nàng còn nhắc tới một chữ nàng, không biết là chỉ ai, nhưng trong giọng nói mang theo sự cung kính, rất có thể sau lưng nàng còn có sự tồn tại của người khác. Vợ Y Y, nàng ăn cơm tối chưa? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Chưa, Y Tiểu Âm trả lời. Ta cũng chưa ăn, Hạ Thiên cười hì hì nói, vậy thì ăn cơm trước đi, mấy vấn đề này sau này từ từ nghĩ là được. Lúc này, Y Tiểu Âm cũng không có từ chối, lạnh nhạt nói, được, vậy thì đi thôi. Tiên Vân Đại Lục, Vân Châu. Lúc này, ngoài trời mưa lả tả, xe ngựa của bọn Hạ Lãnh vẫn cứ đi chậm chậm ở trên đường núi quanh co. Tiểu Linh Nhi, còn bao lâu nữa mới đến nhà ngươi? Tiêu Tú Nhi đã nôn mửa chóng mặt, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, con đường núi này đã đi một ngày một đêm rồi, lại đi tiếp nữa, ta sợ là sẽ phải chết ở đây mất thôi. Vượt qua ngọn núi này là đến. Phong Thiên Linh nhìn Tiêu Tú Nhi, rất là áy náy, nói thật xin lỗi, con đường núi này ta đi quen rồi, cho nên không biết các ngươi sẽ không quen. Hạ Lãnh lạnh nhạt nói, không phải là không quen, rõ ràng là thể chất của nàng quá kém. Công tử, ngươi đừng có nói móc ta nữa. Tiêu Tú Nhi cảm thấy chân tay mềm nhũn, nói chuyện có chút uể oải, ta đã thế rồi, mà ngươi còn trêu ghẹo ta. Cửu thúc, đến phía trước. Chúng ta nghỉ ngơi một xíu. Hạ Lãnh nhìn Tiêu Tú Nhi sắp không chịu được, liền nhẹ giọng phân phó với Cơ Cửu đang điều khiển xe ngựa. Cơ Cửu cười cười, bèn đáp lại, đến phía trước, chỉ sợ chúng ta không nghỉ ngơi cũng không được. Sao thế? Hạ Lãnh nghe vậy, không khỏi vén màn xe lên, hỏi Cơ Cửu. Cơ Cửu nhấc ngón tay chỉ sơn cốc ở phía trước cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó bốc lên đám cháy ngút trời. Lửa nóng hừng hực cháy tới mức phá hỏng đường đi phía trước. À, đó là phương hướng của nhà ta. Phong Thiên Linh dương mắt nhìn sang, không khỏi che miệng và kêu thất thanh. Xe ngựa đứng trên một bãi đất rộng giữa sườn núi. Phong Thiên Linh muốn đi xuống núi, nhưng bị Tiêu Tú Nhi đang say xe ôm lấy. Ngươi đừng cử động, ta và cửu thúc qua đó xem tình hình trước. Hạ Lãnh không biết an ủi người khác như thế nào. Nhưng mà biết sự việc khẳng định không có đơn giản như mắt thấy, những nương nương kia đã dạy hắn, mọi việc đều phải chờ trước rồi nhìn sau, tuyệt đối không được để tâm tình chi phối. Hạ Lãnh và Cơ Cửu xuống xe ngựa, dọc theo đường núi đi xuống một đoạn, phát hiện ven đường đều có dấu vết lửa cháy, hơn nữa hẳn là hỏa hoạn bất chợt bốc cháy, bởi vì cho dù là hoa cỏ cây cối hay là sâu bọ chim chóc đang đậu đều đã bị đốt thành tro. Nếu như là vụ cháy rừng bình thường, thì ít ra chim chóc hẳn là có cơ hội để bay đi mới phải. Hai người miễn cưỡng đi tới rìa vụ hỏa hoạn, Cơ Cửu liền cảm nhận rõ một vài dị dạng, nói với Hạ Lãnh, công tử, lửa này không tầm thường, có gì đó lạ lạ. Là sao? Mặc dù tu vi của Hạ Lãnh không thấp, nhưng mà hắn chưa trải đời nhiều, kiến thức cũng không rộng, nên không có nhìn ra dị dạng nào cả, bèn dương mắt nhìn về phía Cơ Cửu. Cơ Cửu không nói gì thêm. Chỉ là thăm dò rồi vươn tay vào trong đám cháy, sau đó nhẹ nhàng ngắt một cái, tay không lấy được một ít sợi hỏa diễm, đưa tới trước mặt Hạ Lãnh, đây không phải là lửa tự nhiên, mà là yêu hỏa. Yêu hỏa, Hạ Lãnh giơ tay chạm vào sợi hỏa diễm kia, lửa như có sinh mạng, trực tiếp co lại, muốn chạy trốn về đám cháy hừng hực, nhưng rất nhanh bị Cơ Cửu dùng linh lực khống chế, và sợi hỏa diễm đó lại lộ ra dáng điệu run lẩy bẩy. Đúng, đây chính là yêu hỏa. Cũng chính là dị hỏa do yêu vật nào đó luyện ra. Sắc mặt của Cơ Cửu có chút nghiêm nghị,
giải thích với Hạ Lãnh, 1000 năm trước từng tàn sát bừa bãi trên Tiên Vân Đại Lục, không nghĩ tới vậy mà lại một lần nữa được đốt lên, chẳng lẽ là Dã Hỏa lão tổ trong truyền thuyết lại tái xuất giang hồ rồi? Hạ Lãnh hỏi, Dã Hỏa lão tổ là ai? Một lão yêu quái, sắc mặt của Cơ Cửu căng thẳng nhìn chung quanh, nhẹ giọng giải thích, cụ thể như nào ta cũng không rõ ràng, nhưng trong Đan Trúc Các, nơi ghi lại những chuyện xa xưa trong giới tu tiên hẳn là có ghi chép, chuyện này có rất nhiều chỗ kỳ quặc, chúng ta nên lập tức hồi báo cho nữ hoàng bệ hạ. Nên báo cáo, nhưng cũng phải điều tra trước một chút rồi tính. Hạ Lãnh không có từ chối lời đề nghị này, chỉ là nói tiếp một câu, bằng không, chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì không làm rõ được tình huống, lỡ mà chỉ là trùng hợp, thì lại lãng phí thời gian và tinh lực của các nàng. Cơ Cửu gật gật đầu, liền nói với Hạ Lãnh, vậy ta đi xung quanh thăm dò thử, thuận tiện tìm xem còn có người sống hay không, công tử cẩn thận. Đi thôi, Hạ Lãnh lui hai bước, trở lại bên cạnh xe ngựa. Phong Thiên Linh nhìn thấy Hạ Lãnh trở về, liền vội vàng hỏi, ngươi. Vừa mới nói một chữ, bỗng dưng liền nghẹn lại, nàng cũng không biết mình nên hỏi cái gì, là nên hỏi người nhà mình có vấn đề gì hay không trước, hay là hỏi tình hình hỏa hoạn đến tột cùng là như thế nào. Tạm thời chưa rõ tình hình, chúng ta chờ trước đã, Cửu Thúc đang đi điều tra tình hình. Hạ Lãnh vẫn chưa biết nên an ủi như thế nào, đành phải nháy mắt với Tiêu Tú Nhi. Tiêu Tú Nhi an ủi, Tiểu Linh Nhi, ngươi đừng quá lo lắng, người nhà ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Lúc này, trong rừng bỗng nhiên có mấy người với bộ dạng khả nghi xông ra, cầm đao kiếm trong tay, lớn tiếng quát với bọn Hạ Thiên, hỏi các ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Hạ Lãnh dương mắt quan sát những người này, không khỏi hỏi ngược lại, thế các ngươi là ai? Chúng ta là hiệp khách ở gần đây, thấy chỗ này bỗng nhiên có vụ hỏa hoạn, nên cố ý sang đây kiểm tra. Người cầm đầu có thân hình khôi ngô cao to, giọng nói cũng rất lớn, chỉ vào Hạ Lãnh, quát Tiểu Hoa Nhi, ta thấy các ngươi bộ dạng khả nghi, mau nói các ngươi là ai, nếu không thì, đao của Lưu gia ta chưa bao giờ nhìn người. Chúng ta chỉ là người qua đường, bị hỏa hoạn cản trở, nên tạm thời ở lại đây mà thôi. Hạ Lãnh thấy đám người này cũng không giống người tốt lành gì, thuận miệng tường thuật qua loa. Những người kia nhìn nhau vài lần, thấp giọng thương nghị. Lưu huynh, ta thấy tiểu tử này nói chuyện hoàn toàn không thành thật, khẳng định là có điểm lạ. Thần Phong Cốc bị đốt, nói không chừng có dính líu đến bọn hắn. Không thể nào, đã cháy 2-3 ngày rồi, sao dính líu đến bọn hắn được? Có dính líu thì sao chứ, chúng ta chỉ là đến mượn gió bẻ măng, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nghĩ bọn họ có phải là người của Phong gia không? Phải cái rắm, người của Phong gia đã sớm bị đốt thành cho hết rồi. Thế thì trực tiếp làm thịt, trong xe ngựa còn có hai cô gái, nhìn ngon nghẻ lắm, có thể bán với giá cao. Đám người này thấy Hạ Lãnh còn trẻ, trong xe ngựa lại chỉ có hai tiểu cô nương, liền nói chuyện mà không hề kiêng dè, căn bản không sợ bị nghe thấy. Phong Thiên Linh nghe thấy lời của bọn hắn, trong lòng nhất thời ngơ ngác, hỏa hoạn đã cháy 2-3 ngày. Thế thì người nhà của nàng đoán chừng là giữ nhiều lành ít, cha, mẹ, ta. Sự việc chưa hẳn như ngươi tưởng tượng đâu, ta tìm bọn hắn hỏi thử tình hình trong cốc. Hạ Lãnh trấn an Phong Thiên Linh một câu, sau đó nói với đám người đó, các ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Vị Lưu gia kia lập tức nhấc đao và tiến lên hai bước, quát mắng, tiểu tử, cũng khá ngông cuồng đấy, lại dám khoa tay múa chân trước mắt Lưu gia ta, chán sống rồi phải không? Đừng nói nhảm nữa, Hạ Lãnh chẳng muốn phí thời gian với bọn họ, trực tiếp hỏi, về vụ hỏa hoạn này, và cả người trong Thần Phong Cốc, các ngươi biết bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi muốn chết rồi, đúng không? Lúc này, Lưu gia nổi giận, cho tới bây giờ hắn chưa từng bị người ta coi thường đến thế, đặc biệt là trước mặt bọn tiểu đệ, lập tức xoay đao bổ tới đầu Hạ Lãnh. Hạ Lãnh chỉ khẽ nâng tay trái lên, nhẹ nhàng duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, liền kẹp lấy đại đao. Tên Lưu gia đó sững sờ, đột nhiên dùng sức muốn đoạt lại đao, nhưng kết quả là cây đao đó giống như bám rễ trên ngón tay của Hạ Lãnh, căn bản không nhúc nhích được. Còn ngơ ngác cái gì, cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Lưu gia đành phải giống với mấy tiểu đệ ở bên cạnh. Không thể không nói, mấy người tự xưng là hiệp khách gần đây hẳn chỉ là bọn tiểu mao tặc, Hạ Lãnh cũng không tốn nhiều sức, chỉ cho mỗi tên một cước. Liền khiến tất cả bọn họ quỳ xuống và bắt đầu van xin.
công tử, thiếu hiệp, tha mạng. Trên mặt Lưu gia cũng đã trúng một cước, mặt mũi sưng vù, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, chủ động quỳ xuống xin tha. Hạ Lãnh nhàn nhạt hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nhân tên thật là Lưu Đại Thụ, bí danh Thương Sơn Thử, là sơn tặc của vùng này. Lưu gia khóc lóc nói, lúc đầu thấy Thần Phong cốc cháy, nên muốn thừa dịp cháy nhà hôi của một phen, lại sợ gặp phải người của Phong gia, cho nên chỉ dám chờ ở bên ngoài, bọn ta thực sự chưa cướp gì cả, còn đụng phải thiếu hiệp. Xin tha cho bọn ta lần này, trên ta còn có lão nương 70 tuổi, dưới có 7 tuổi. Câm miệng, lại nói mấy thứ nhảm nhí này, có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi luôn không? Hạ Lãnh chừng người này một cái, lớn tiếng quát hỏi, đừng nghĩ rằng ta còn nhỏ tuổi, nên dễ bị lừa. Lưu Đại Thụ liên tục dập đầu liên quan không ngớt, vâng vâng vâng. Tiểu nhân không dám nữa. Nếu ngươi đã là sơn tặc trên núi, thế thì chắc phải biết một số chuyện ở Thần Phong Cốc. Hạ Lãnh hỏi tiếp, vậy ngươi trước hết nói thử vụ hỏa hoạn này rốt cuộc là như nào? Ngươi nói vụ hỏa hoạn này à? Lưu Đại Thụ ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, tiểu nhân quả thật biết một vài nội tình, có điều, chuyện này có liên quan gì đến thiếu hiệp ngươi đâu, tại sao phải hỏi nó? Hạ Lãnh lạnh nhạt nói, ta hỏi gì thì ngươi cứ nói đó, nếu không thì đừng trách tiểu gia lại đạp cho ngươi một cước. À, hiểu rõ, ta nói. Lưu Đại Thụ không còn dám ngắt lời, thành thật nói, mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, khi đó hình như là ngày mừng thọ của Phong đại gia, người trong giang hồ đến đây tặng lễ liên miên, có mấy lần tiểu nhân muốn chặn đường bọn họ lại, nhưng mà những người đó đều là cường giả, thực sự không trêu chọc nổi, vì muốn nhìn thử xem, nên ta thuận tiện trà trộn vào trong cốc, muốn nhân cơ hội tìm hiểu tình hình trong đó, để tìm cơ hội vơ vét. Hạ Lãnh nghe xong hơi mất kiên nhẫn, đừng nói nhảm. Nói thẳng vào chuyện liên quan đến vụ hỏa hoạn này đi. Vâng vâng vâng, Lưu Đại Thụ quả thật rất nghiện nói chuyện, bình thường nói chuyện với người khác cũng nói chàng giang đại hải như thế, vào lúc này sợ Hạ Lãnh đánh hắn, nên đã rút gọn đi rất nhiều, khoảng 3 ngày trước, trong cốc có mấy người lập dị đến, nói là hỏa giáo gì gì đó, đòi phải truyền lửa cho Phong đại gia. Nhưng dường như Phong đại gia không có nhận. Sau đó liền đánh nhau với bọn chúng. Ta thấy tình hình không ổn, nên trộm một ít đồ rồi chuồn vào trong núi. Đến tối, thì đám cháy này liền bắt đầu nổi lên. Thế người trong Thần Phong Cốc đâu? Hạ Lãnh quát hỏi, đây cũng là vấn đề mà Phong Thiên Linh quan tâm nhất. Lưu Đại Thụ cau mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu, tiện tay chỉ hai người, chuyện này ta cũng không rõ, ngươi có thể hỏi Trương Tam, hoặc là Lý Tứ. Hai người bọn họ nán lại trong cốc lâu hơn ta. Hạ Lãnh chỉ là đưa ánh mắt rời sang, hai người nọ liền dập đầu lia lịa, thiếu hiệp tha mạng, chúng ta không biết gì hết, hẳn là đã chết hết rồi, trong cốc vẫn còn cháy, chúng ta ai cũng không dám tiến lại gần. Đúng là một đám phế vật, Tiêu Tú Nhi không nhịn được mắng. Phong Thiên Linh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, loại dự cảm chẳng lành trong lòng càng ngày càng rõ. Ai biết thì mau nói ra. Ta có thể thả người đó đi trước. Hạ Lãnh lạnh nhạt nói. Ta, hình như ta biết. Lúc này có người giơ tay lên. Hạ Lãnh lườm hắn một cái, nói. Có thể là bị những tên lập dị đó bắt đi rồi. Người gầy giơ tay, lắp bắp nói. Vào giữa đêm 3 hôm trước, ta nằm ngủ trên cây, bỗng nghe thấy tiếng xe ngựa trên đường. Ban đầu còn hơi thắc mắc là sao nửa đêm rồi mà còn chạy xe ngựa, nhưng cũng chỉ ngắm thêm vài lần. Thì phát hiện ra thứ đang được vận chuyển đều là quan tài, suýt chút nữa hù chết ta. Dứt lời, hắn lại bồi thêm một câu, thế nhưng, người nằm trong quan tài khả năng không phải là người chết. Trong mắt Phong Thiên Linh lóe lên tia hy vọng, không khỏi nhìn về phía người này. Rồi sao nữa? Hạ Lãnh hỏi. Người này nghiêng đầu một chút, hồi tưởng lại, nói, hình như ta từng thấy có người từ trong quan tài chạy ra ngoài, chỉ là sau đó vẫn bị tóm lại. Những người đó đi hướng nào? Hạ Lãnh hỏi tiếp. Đi về phía Bắc Thương Sơn, chính là cái nơi có truyền thuyết về yêu quái. Người nọ liếc nhìn về một hướng khác, trong đôi mắt lộ ra từng chút sợ hãi. Vân Châu yêu vực, Hạ Lãnh nghĩ tới nơi mà Bách Thiên Lang đã từng nhắc qua, đó là quê hương của hắn và Vấn Thiên Quân, cũng là nơi khởi nguồn của vô số yêu ma quỷ quái ở Tiên Vân Đại Lục. Xem ra chuyện này quả thật không đơn giản. Nói không chừng còn có liên quan đến dư nghiệt của Vấn Thiên Quân, cần phải mau chóng thông báo cho bên đảo Thần Tiên. Hạ Lãnh lại hỏi thăm vài câu,
phát hiện những gì mà bọn sơn tặc này biết quả thật không nhiều, hỏi tiếp cũng không hỏi thêm được gì, trực tiếp thả bọn hắn đi. Tên Lưu đại thụ đó không khỏi mừng rỡ như điên, lập tức mang theo mấy tiểu đệ hớt ha hớt hải vọt vào trong khu rừng. Tiểu Linh Nhi, đừng khóc, Tiêu Tú Nhi an ủi Phong Thiên Linh ở trong buồng xe, người nhà ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Lãnh đi tới, nhẹ giọng nói, theo lời kể của mấy tên sơn tặc kia, người trong cốc hẳn là bị trói và mang đi, còn những người bắt là ai, thì cần phải điều tra thêm. Phong Thiên Linh bỗng nhiên xuống xe ngựa, nói với Hạ Lãnh và Tiêu Tú Nhi, người nhà của ta bị bắt đi, ta nhất định phải tìm bọn họ trở về. Dọc theo con đường này, đa tạ các ngươi, chuyện lần này không có liên quan đến các ngươi, chính ta đi tìm đám người đó, các ngươi đừng bận tâm nhiều. Tiểu Linh Nhi, ngươi đang nói gì thế? Tiêu Tú Nhi là người bất mãn đầu tiên, nói với Phong Thiên Linh, chúng ta đã là bằng hữu, làm sao có thể bỏ mặc ngươi? Hạ Lãnh nhìn Phong Thiên Linh, nghiêm túc nói, Tú Nhi nói đúng, chúng ta là bằng hữu, không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, mục đích của những người đó không đơn giản như vậy, cũng không phải chuyện của gia tộc ngươi, mà nhất định còn sẽ gây họa cho người khác, chỉ bằng vào điểm ấy, chúng ta cần phải tiến hành điều tra triệt để. Cảm ơn các ngươi, Phong Thiên Linh không nhịn được nhào vào trong lồng ngực Hạ Thiên rồi khóc lên, dù sao nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài tử, đột nhiên gặp đả kích như vậy, kỳ thực đã không kiềm nén được từ lâu. Hạ Lãnh bị cái ôm của Phong Thiên Linh, đỏ mặt một cách hiếm thấy, cũng không có ý đồ xấu gì, chỉ đơn thuần là không biết nên ứng đối như thế nào. Kha kha, Tiêu Tú Nhi cười một cách quái dị, lộ ra hai cái răng khểnh, rụt người về buồng xe. A. Lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh đều bị dọa sợ hết hồn, Hạ Lãnh lại cấp tốc có phán đoán, là mấy tên sơn tặc lúc nãy. Ta, chúng ta qua xem thử. Ban đầu Hạ Lãnh còn muốn một mình qua đó xem thử, nhưng mà gặp phải ánh mắt sợ sệt của hai nữ hài, đành phải sửa lại lời, mang theo các nàng cùng đi đến nơi phát ra âm thanh. Đi một hồi. Ba người đi tới trước một cái miếu đổ nát trên đỉnh ngọn núi, thình lình phát hiện thi thể của mấy tên sơn tặc. Bọn họ tử trạng cực thảm, như là bị mãnh thú gặm nhấm, quanh thân máu thịt be bét, hơn nữa còn có vết tích bị lửa thiêu đốt. Vừa mới chết không lâu, hung thủ khẳng định ở gần đây, các ngươi theo sát ta. Hạ Lãnh nói với hai nữ hài tử, liền nhỏ giọng đi đến miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát, có một bóng người. Đang ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh và ăn cái gì đó, đặt mông ngồi trên một cái đầu của tượng thần trong sảnh. Ai, nghe thấy động tĩnh, người kia nghiêng đầu lại, lớn tiếng quát lên, cút ra đây. Hạ Lãnh ban đầu còn muốn ẩn núp, quan sát trước rồi tính sau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Mấy tên sơn tặc kia là ngươi giết à? Hạ Lãnh để hai nữ hài tử trốn kỹ, mình thì lại chậm rãi đi ra ngoài, thoải mái đi tới trước mặt người nọ. Lạnh giọng đặt câu hỏi. Là ta giết, trong tay người kia cầm một xương đùi, nhếch miệng nói với Hạ Lãnh, đã lâu không ăn thịt người, người muốn ăn không? Người không phải người, Hạ Lãnh nhìn chằm chằm người này một cách cẩn thận, nhìn từ bề ngoài, trên cơ bản không khác gì nhân loại, nhưng mà cỗ khí tức khát máu trên người này lại không che lấp chút nào, hiển nhiên có thể cảm nhận được hắn không phải là nhân loại. Người nọ cười đắc ý. Nhìn Hạ Lãnh từ trên xuống dưới, lẽ nào ngươi là? Ồ, hình như ngươi là người, không đúng, ngươi là người, tại sao lại có khí tức của thiên lang? Khí tức thiên lang, Hạ Lãnh sững sờ, chợt nhớ tới trước đây không lâu Bách Thiên Lang đã từng tặng hắn một tấm lệnh bài, nói là có thể tránh khỏi tất cả yêu tộc thương tổn đến hắn, nghĩ như vậy liền lấy lệnh bài ra, ý ngươi là thứ này. Người kia nhìn thấy lệnh bài không khỏi nở nụ cười, nhếch miệng hỏi, kha kha. Quả nhiên là đồ vật của Bách Thiên Lang, hắn chưa chết cơ à? Chưa chết, ở Vân Châu làm yêu vương rồi. Hạ Lãnh thuận miệng đáp. Vậy thì tốt, đang muốn tìm hắn tâm sự. Người kia cắn xương đùi răng rắc, lại hỏi Hạ Lãnh, ngươi là gì của hắn? Lệnh bài đó hắn sẽ không tùy tiện cho người khác. Hạ Lãnh cũng không biết làm sao miêu tả mối quan hệ giữa hắn và Bách Thiên Lang, đành phải thuận miệng bịa đặt, nói ta coi như là một vãn bối mà hắn xem trọng. Tư chất của ngươi quả thật kinh người, nếu mà không phải còn lưu lại khí tức nhân loại, thì ta còn muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Người kia cười đắc ý, nói tiếp, nếu ngươi đã là người của Bách Thiên Lang, vậy lần này ta liền tha cho ngươi,
và cả hai nữ tử nhân loại đang trốn ngoài kia. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào, Hạ Lãnh cũng không bất ngờ khi đối phương có thể phát hiện được sự tồn tại của Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh, chỉ là tò mò về thân phận của đối phương. Người nọ hơi híp mắt, trong đôi mắt lộ ra sát khí mãnh liệt, biết thân phận của ta, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Vậy có hại gì ư? Hạ Lãnh hỏi ngược lại. Hình như cũng không có. Người nọ cười cợt, chỉ vào Hạ Lãnh rồi nói, nể tình lão lang đó, ta phá lệ nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi đừng bị dọa sợ mất mật. Người kia ăn sạch xương đùi trong tay, sau đó tiện tay xoa xoa đầu tượng thần dưới mông, lúc này mới chậm rãi nói, lão tử tên là Tả Thiên Hoàng, là tả hộ pháp của Tinh Hỏa Thánh Giáo, tiểu tử, ngươi có nghe nói qua chưa? Trên mặt Hạ Lãnh lộ ra thần sắc mờ mịt, bởi vì cũng chưa từng nghe nói qua. Quả nhiên, 1000 năm trôi qua, thế gian đã quên lãng bọn ta. Tả Thiên Hoàng nhìn thấy phản ứng của Hạ Lãnh, tâm tình quả nhiên có chút khó chịu, nói, đã đến lúc để cho người trên Tiên Vân Đại Lục biết về bọn ta. Ngươi muốn làm gì? Hạ Lãnh không khỏi hỏi tiếp. Làm gì? Tả Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, đương nhiên là náo loạn thế giới này long trời lở đất, đặc biệt là Phiêu Miểu Tiên Môn, lão tử nhất định phải diệt cả nhà bọn chúng, cho dù là nam hay nữ đều sẽ chém tất cả thành trăm mảnh, như vậy mới có thể giải hận trong lòng ta. Chỉ sợ ta sẽ không thể để ngươi làm thế. Hạ Lãnh bỗng nhiên lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tả Thiên Hoàng ngẩn người, không khỏi hơi nghi hoặc, nhìn về phía Hạ Lãnh tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, đừng có mà lên tiếng. Đương nhiên là có chuyện của ta. Hạ Lãnh âm thầm vận chuyển linh khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Thiên Hoàng, bởi vì ta có một người mẹ đang làm môn chủ của Phiêu Miểu Tiên Môn. Tả Thiên Hoàng nghiêng đầu một cái, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, mẹ ngươi. Đúng vậy, Hạ Lãnh cũng không muốn giải thích nhiều, bỗng dưng bước lên trước, trong nháy mắt đi đến trước ngực Tả Thiên Hoàng, toàn lực đánh một quyền vào vị trí trái tim của hắn. Cùng lúc đó, Cơ Cửu không biết lúc nào cũng đã xuất hiện, nhấc đao lặng lẽ không một tiếng động, chém vào giữa lưng Tả Thiên Hoàng. A! Một tiếng hét thảm, làm trong lòng Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh ở ngoài miếu run sợ. Tiếp đó, trong miếu hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh chờ một hồi, không nhìn thấy Hạ Lãnh đi ra, cũng không nghe thấy giọng của Hạ Lãnh, không khỏi có chút lo lắng, thế là lặng lẽ đi vào trong miếu. Đến cửa miếu, ngắm nhìn bên trong, hai tiểu cô nương lập tức suýt nữa cả kinh đến hồn phi phách tán. Tiên Vân Đại Lục, đảo thần tiên. Trong đại sảnh biệt thự, các cô vợ của Hạ Thiên ở Tiên Vân Đại Lục, lúc này đã tụ tập lại một chỗ. Tụ tập như vậy hiển nhiên là có chuyện lớn muốn phát sinh, gọi mọi người đến cùng nhau thương nghị. Xét về địa vị, thật ra tất cả mọi người không có phân chia cao thấp gì cả, đều là vợ của là Hạ Thiên. Nhưng mà, tính cách của mọi người khác nhau, định hướng và hứng thú cũng khác nhau rất nhiều. Muốn họp, đương nhiên sẽ cần người dẫn chương trình. Cuộc họp lần này sẽ do ba người Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh cùng với Kiều Tiểu Kiều chủ trì. Chủ yếu là ba người họ có địa vị cao trong lòng Hạ Thiên, hơn nữa bình thường mọi công việc gần như là do ba người các nàng sắp xếp, chúng nữ tương đối tin tưởng và nghe theo lời của các nàng. Lần này gọi mọi người trở về, thật ra là vì có chuyện lớn cần thương lượng. Cơ Thanh Ảnh làm nữ hoàng của Cơ Thị Vương Triều, nên hiểu rõ tình hình mọi nơi trên Tiên Vân Đại Lục nhất, cho nên nàng mở miệng đầu tiên, mọi người đi tới Tiên Vân Đại Lục đã được một thời gian rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng phân phối một vài việc nhỏ cho mọi người, nhưng mà trên tổng thể vẫn tính là khá nhàn rỗi. Đáng lẽ điều này cũng không có gì đáng trách, nhưng mà chúng ta phí công nhiều như vậy đi tới Tiên Vân Đại Lục, cũng không phải là đến đây để nghỉ ngơi hay du lịch, mà là có mục đích hết sức quan trọng, cho nên không thể lười biếng mãi như thế được. Chúng nữ nghe Cơ Thanh Ảnh, mặc dù suy nghĩ trong lòng không giống nhau, nhưng mà cũng đều tán đồng những gì mà nàng nói. Lẳng lặng đợi câu tiếp theo của nàng. Một là vì ép buộc phu quân chăm chỉ tiến bộ trong con đường tu đạo, để học nghịch thiên bát châm sớm một chút, hai là đến Tiên Vân Đại Lục để bày binh bố trận trước, nhằm chuẩn bị nghênh chiến liên minh tu tiên trong tương lai. Ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nhìn về phía chúng nữ, chậm rãi nói, khoảng thời gian này, mọi người đều đang cố gắng tu hành, nhưng mà như thế thì mãi mãi không đủ, kỹ xảo chiến đấu vĩnh viễn chỉ có thể trưởng thành trong chiến đấu. Chúng ta không biết liên minh tu tiên lúc nào sẽ chú ý tới Tiên Vân Đại Lục,
cho nên không thể gửi gắm hy vọng vào thứ vận may hư vô mờ mịt. Trước khi nguy cơ ập đến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn mọi thứ để ứng đối, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Không thể không nói, Cơ Thanh Ảnh không hổ là trời sinh lãnh tụ, khi nói chuyện trầm bổng du dương, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, rất nhanh liền thay đổi tâm tình của tất cả mọi người, ngay cả đám người không có hứng thú gì về chiến đấu như Tôn Hinh Hinh, Tát Mã Công Chúa và Liễu Vân Mạn, cũng dâng trào cảm xúc. Tiên Vân Đại Lục, là thế giới của chúng ta, tuyệt đối không cho phép người của Liên minh Tu Tiên đến đây xâm chiếm. Cơ Thanh Ảnh nói tiếp, các ngươi khẳng định cũng không muốn cuộc sống yên bình bị những tên đáng ghét đó phá vỡ, đúng chứ? Nếu như chúng ta thua, ngoại trừ Tiên Vân Đại Lục bị kiếp nạn, mà kể cả trái đất phỏng chừng cũng khó thoát khỏi số phận bị nô dịch. Ngoại trừ phu quân ra, các ngươi chắc là còn có nhiều thứ ràng buộc khác trên trái đất, đúng chứ? Chúng nữ gật đầu lia lịa, biết những gì mà Cơ Thanh Ảnh nói là sự thật. Khoảng thời gian này các nàng ít nhiều gì cũng hiểu được bản chất của Liên minh Tu Tiên, thật ra đó chính là một tổ chức cướp đoạt tài nguyên của các thế giới khác, để cung cấp tài nguyên Tu Tiên cho chính người trong tổ chức nhằm sinh tồn. Hệ thống của bọn họ rất khổng lồ, sức mạnh có thể nói là kinh khủng, đang chiếm giữ mấy tu chân thế giới đỉnh cấp, cũng không ngừng bành trướng thế lực ra bên ngoài. Nếu để bọn họ phát hiện sự tồn tại của trái đất và Tiên Vân Đại Lục, thì có lẽ không tới 100-200 năm. Là sẽ trực tiếp biến hai nơi này thành bình địa. Liễu Mộng vẫn còn mơ hồ, nói với Cơ Thanh Ảnh, người cứ nói thẳng muốn chúng ta làm gì đi, ta nghe đau hết cả đầu, là muốn đi đánh nhau với ai. Quả thật không cần nói nhiều như vậy, nếu mọi người đã đến Tiên Vân Đại Lục, đương nhiên đều phải đồng lòng. Diệp Mộng Oánh cũng cảm thấy có phần ngưng trọng, không bằng tiết kiệm thời gian, nói toẹt vấn đề, cần tất cả chúng ta làm gì. Mộc Hàm cũng đề nghị, đi thẳng vào vấn đề đi, ở đây không có ai là người ngoài. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Cũng được, Cơ Thanh Ảnh cân nhắc sơ qua liền gật đầu, gằn giọng nói, gần đây Tiên Vân Đại Lục có hơn 10 nơi xuất hiện yêu hỏa không rõ lai lịch, ta đã phái người đi điều tra nguyên nhân mà các yêu hỏa xuất hiện. Theo tin tức truyền về, chuyện này có khả năng liên quan đến vạn nguyên tinh hỏa giáo của 1.000 năm trước, trong đó có giáo chủ tên là Dã Hỏa Lão Tổ. Giống như Vấn Thiên Quân và Bách Thiên Lang, có xuất thân từ yêu vực. Ở 1.000 năm trước, hắn từng một thời tàn sát bừa bãi trên đất Thiên Vân Đại Lục, sau đó bị trưởng môn đời trước của Phiêu Miểu Tiên Môn cùng với mấy vị đại trưởng lão liên thủ đánh chết. Ngải Vi Nhi có chút khó hiểu, nói, nếu đã như vậy, qua 1.000 năm rồi, sao hắn vẫn lại xuất hiện, chẳng lẽ là cải tử hoàn sinh? Có phải là cải tử hoàn sinh hay không, thì vẫn chưa biết. Cơ Thanh Ảnh lắc đầu, cau mày nói, có điều, yêu hỏa cháy ở khắp nơi, chính là thủ đoạn của lão quái vật ấy, những yêu hỏa đó sẽ cướp đoạt sinh mệnh lực của mọi vật xung quanh nhằm cung cấp cho chính hắn sử dụng. Năm đó, tu vi của Dã Hỏa Lão Tổ đã chạm tới ngưỡng cửa độ kiếp kỳ, nếu như hắn thật sự cải tử hoàn sinh. Thế thì nhất định là một đại kình địch, không thể coi thường. Chuyện này đúng là phiền toái. Sau khi nghe xong, Lãnh Băng Băng suy đoán. Nói, nếu như lão quái vật kia thật sự cải tử hoàn sinh, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ tìm Phiêu Miểu Tiên Môn để báo thù. Nguyệt tỷ tỷ, bên phía ngươi đã chuẩn bị chưa? Nguyệt Thanh Nhã cười nhạt, nói, ngày hắn hiện thân, chính là ngày chết của hắn. Loại hờ hững thong dong này, quả thật làm cho người vì đó mà yên lòng, mang tới cảm giác khác biệt hoàn toàn so với sự tự tin gần như ngông cuồng của Hạ Thiên. Nếu Dã Hỏa Lão Tổ hiện thân, thì mục tiêu nhất định là Phiêu Miểu Thiên Môn, điểm ấy chúng ta đã sớm có dự tính. Cơ Thanh Ảnh cũng cười nói, Tiên Môn và Lam Kinh có ta và Thanh Nhã tọa chấn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thế thì cần chúng ta làm gì? Sở Giao hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi. Cơ Thanh Ảnh không hề trả lời, mà chỉ nhìn về phía Kiều Tiểu Kiều, công việc cụ thể, vẫn là để Tiểu Kiều nói tiếp. Ở đây có một tài liệu mà ta tìm được từ trong Hoàng Triều. Không chỉ liên quan đến Dã Hỏa Lão Tổ, mà còn liên quan tới tình hình ở yêu vực, về Liên minh Tu Tiên. Kiều Tiểu Kiều lấy một xấp tài liệu ra, phát cho mỗi người một tờ, sau đó mới nhẹ giọng, nói, gần đây Tiên Vân Đại Lục có hơn 10 nơi xuất hiện yêu hỏa cháy lại, ban đầu hoài nghi là có yêu vật đang quấy phá, mặc dù Dã Hỏa Lão Tổ trong truyền thuyết còn chưa hiện thân, tuy nhiên rất nhiều thủ hạ năm đó của hắn, thí dụ như Tả, Hữu Hộ Pháp đã từng xuất hiện. Nói rõ chuyện này xác thực có liên quan đến bọn hắn. Chúng nữ nhìn tài liệu trong tay,
Tờ thứ hai chính là thông tin của hai người Tả, Hữu hộ pháp. Tả hộ pháp tên là Tả Thiên Hoàng, là một con diễm đề ngạn, ở trong yêu tộc cũng xem như là dị loại tương đối hiếm thấy, có năng lực tạm ngưng thời không, tính cách ngang ngược tàn bạo, lấy con người làm thức ăn. Hữu hộ pháp tên là. Bọn yêu vật này rất hại người, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương với hợp thể kỳ. Kiều Tiểu Kiều nhìn mọi người chung quanh, lạnh nhạt nói, mà tất cả chúng ta đều đã đến độ kiếp kỳ, dù cho kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu, nhưng chỉ cần hai, ba người chúng ta làm một tổ đội, phối hợp với nhau, hẳn là không có vấn đề gì. Lãnh Băng Băng lên tiếng hỏi, thế thì nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tiêu diệt đám yêu vật này à? Đúng vậy, Kiều Tiểu Kiều cũng không nói nhảm nhiều, chỉ là hỏi, nếu ai không muốn đi, thì cứ nói, nhiệm vụ này cũng không ép buộc mọi người phải làm. Chúng nữ nhìn nhau vài lần, không ai đưa ra dị nghị gì. Đúng như Cơ Thanh Ảnh đã nói trước đó, các nàng đi tới Tiên Vân Đại Lục, cũng không phải tới để nghỉ ngơi hay du lịch, mà là nghĩ cách đối phó với Liên Minh Tu Tiên. Chỉ dựa vào một mình Hạ Thiên, thì không cách nào đối kháng với toàn bộ Liên Minh Tu Tiên, các nàng cũng không muốn phu quân của mình một mình gồng gánh trách nhiệm lớn đến vậy, nếu đã là vợ của Hạ Thiên, đương nhiên cũng phải giúp hắn giải quyết một vài vấn đề. Nếu không còn vấn đề gì, vậy thì bắt đầu thôi. Kiều Tiểu Kiều thu hồi ánh mắt, sau đó lại chuyển đề tài cho Nguyệt Thanh Nhã, Nguyệt tỷ tỷ sẽ phân chia nhiệm vụ. Nguyệt Thanh Nhã lấy ra một thùng giấy, khẽ cười nói, cũng không cần phân chia, mọi người cứ bốc thăm là được. Quả nhiên nữ thần cao lãnh xinh đẹp cũng có tính cách nghịch ngợm, việc trọng yếu như thế, vậy mà lại dùng hình thức bốc thăm để quyết định. Lá thăm trong chiếc thùng, có viết 10 địa điểm xuất hiện yêu hỏa, mỗi địa điểm có 3 lá thăm. Nguyệt Thanh Nhã cười nói, ngoại trừ ta với Thanh Ảnh ra, các ngươi đều phải rút một lá, ai có cùng địa điểm thì đương nhiên sẽ là một đội, chỉ có vậy thôi, ai lên trước nào. Ta lên trước, Liễu Mộng vội vàng giơ tay lên, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Được, Nguyệt Thanh Nhã cười, đẩy chiếc thùng sang bên cạnh Liễu Mộng. Liễu Mộng vén tay áo lên, đưa tay mò vào trong thùng rồi lấy một lá thăm ra, tiếp đó liền mở ra, Thanh Kiếm Châu, đây là nơi nào? Là một nơi khá thú vị, Cơ Thanh Ảnh cười nhạt, nơi đó là địa bàn của đúc kiếm sư, kiếm khách cũng nhiều, phong tục dân gian thuần phác, hiếu thắng hiếu chiến. Không phải ngươi thích đánh nhau sao, nơi đó rất thích hợp với ngươi. Kia, rốt cuộc có thể đánh nhau thống khoái rồi. Liễu Mộng hưng phấn kêu lên. Có người đi đầu, những người khác cũng liên tiếp rút lấy lá thăm. Ba Vân Phủ, Trường Mộng Châu, Vân Châu, Ngự Phong Phủ. Khá là bất ngờ, Mộc Hàm vậy mà cùng một đội với Mị Nhi, nhưng cũng không phải là Vân Châu, mà là một nơi tên là Núi Bạch Hạc. Rút chúng Vân Châu thì trùng hợp là Lãnh Băng Băng và Kiều Phượng Nhi. Ồ! Băng Băng tỷ, người giúp chúng Vân Châu à, thế thì tốt quá, có thể đi gặp Hạ Lãnh. Mộc Hàm thấy thế không khỏi cười nói. Mị Nhi cũng cười nói, đứa nhỏ đó ở Vân Châu cũng gây không ít chuyện, mẹ ruột như ngươi đến đó, vừa hay quản giáo lại hắn. Lãnh Băng Băng đáp lại nói, lẽ nào hai người các ngươi không định quản giáo hắn à? Chúng ta không nỡ, Mộc Hàm khoát tay áo một cái, đây chính là máu mủ ruột thịt của ngươi. Lỡ mà dạy hư hắn, ngươi không được trách chúng ta nha. Lãnh Băng Băng cười nhạt một tiếng, không so đo với các nàng. Được rồi, phân tổ đã xong, khi nào xuất phát, các ngươi tự quyết định đi. Cơ Thanh Ảnh thuận miệng nói một câu, tiếp đó liền rời đi cùng Nguyệt Thanh Nhã. Không lâu sau, chúng nữ trong sảnh liền tụm năm tụm ba hợp đội rồi rời khỏi đại sảnh, đều tự tìm không gian riêng để bàn bạc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày xưa Kiều Phượng Nhi là thị nữ kiêm vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, nhưng mà cũng xã giao với Lãnh Băng Băng rất nhiều lần, hai người cũng đã quen nhau. Băng Băng tỷ, lần này ra ngoài, ta sẽ nghe lời ngươi. Những lúc đối mặt với Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi sẽ trở nên nghịch ngợm, nhưng bình thường nàng vẫn khá thấu tình đạt lý, hơn nữa tính cách kỳ thực cũng rất hiền hòa. Lãnh Băng Băng cũng không khách khí, chỉ nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ sớm xuất phát. Được, Kiều Phượng Nhi gật gật đầu. Trái đất, thành phố Giang Hải. Hai ngày sau vụ việc Bàng Khắc Kiên, khoảng thời gian này Y Tiểu Âm còn đang nghiên cứu những tin tức mà Dạ Ngọc Mị để lại, làm y nhân thì đang phụ trách các hoạt động hàng ngày của Hạ Đại Thần Y. Triệu Thanh Thanh thì gửi tới một số tài liệu,
nói là siêu tập được từ Thiên Đạo Tổ, là thông tin liên quan đến một ngôi mộ cổ mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Y Tiểu Âm căn cứ theo những tài liệu mà Triệu Thanh Thanh gửi tới, lại thêm điều tra của riêng mình, rốt cuộc xác định được địa chỉ cụ thể của ngôi mộ cổ kia. Nếu như ta đoán không sai, ngôi mộ cổ đó nằm gần núi Vũ Công. Y Tiểu Âm nói là nếu như, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra thần sắc kiên định. Hạ Thiên vốn nằm trên ghế salon, gối lên bắp đùi của Y Tiểu Âm, nghe thấy lời này, không khỏi ngẩng đầu lên, núi Vũ Công, hình như có nghe qua ở đâu rồi. Trước ngươi có nói, nghe người ta nhắc qua nó trong bí cảnh dưới đáy biển. Y Tiểu Âm nhắc nhở. Đúng rồi, vẫn là vợ y nàng trí nhớ tốt. Hạ Thiên thuận miệng khen Y Tiểu Âm một câu, là một đồ đần họ Ngưu, nói hắn là thánh thủ gì đó từ núi Vũ Công, chỉ là sau đó có ý đồ với ta và tiểu muội chân dài, nên bị ta giết chết. Ở khu vực đó quả thật có một môn phái tên là Thánh Thủ Môn. Y Tiểu Âm đối chiếu tài liệu, giải thích nghiêm chỉnh mà nói hẳn cũng không phải là môn phái, mà là một tổ chức thám hiểm tầm bảo, nghe đâu còn rất nổi danh trong giới. Hơn nữa chính bọn họ mời vị bàng giáo sư mà chúng ta gặp gần đây đi núi Vũ Công để khảo sát địa chất. Cái gì mà khảo sát địa chất, đi tìm bảo thì có. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lại nói, nếu nói như vậy, thế thì trong núi Vũ Công thật sự có kho báu gì đó ư? Y Tiểu Âm gật gật đầu, khẳng định nói, chính là mộ cổ kia, 10 năm trước bọn họ đi qua một lần, nhưng phát sinh biến cố, chắc hẳn cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Thế là 10 năm sau muốn thử lại lần nữa. Hạ Thiên theo miệng hỏi, vợ y, vậy thì chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Ngôi mộ cổ đó, nhiều khả năng cũng là ngôi mộ mà Ma Vân chân nhân đã từng đi qua vào năm đó. Y Tiểu Âm không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển đề tài, lúc trước, người ở Kinh Thành giết chết thương gia đồ cổ tên là Lạc Quyền Đông, nhiều khả năng hắn cũng từng đi qua ngôi mộ ấy. Nhưng cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Hạ Thiên bĩu môi. Đương nhiên là có liên quan rồi. Y Tiểu Âm chừng Hạ Thiên một cái, lạnh nhạt nói, năm đó Ma Vân chân nhân biết được tiểu tiên giới từ trong ngôi mộ đó, cũng vì thế mà tìm được tiểu tiên giới. Nếu chúng ta muốn đi tiểu tiên giới cứu A Cửu, chắc chắn cũng phải đi ngôi mộ cổ ấy một chuyến. Ờ đúng ha, còn phải cứu Cửu nha đầu. Hạ Thiên trong nháy mắt nghiêm túc, vậy chúng ta đi thôi. Y Tiểu Âm hơi thở dài, nào có đơn giản như vậy. Trước khi đi, chúng ta còn phải chuẩn bị trước một chút. Cần gì mà phải chuẩn bị cơ chứ, cứ trực tiếp qua đó là được. Vẻ mặt của Hạ Thiên khó hiểu, một ngôi mộ cổ mà thôi, chả có gì ghê gớm. Triệu Thanh Thanh nói nàng cũng muốn đi, và đã tới Giang Hải rồi. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Ồ, đồ đệ ngoan tới rồi, thế thì càng tốt. Hạ Thiên cũng có rất cao hứng, mặc dù khoảng thời gian này hắn có thể song tu với Lam Y Nhân. Nhưng mà Y Tiểu Âm thì không để hắn dễ dàng toại nguyện, nên vẫn không cách nào thống khoái, nếu như Triệu Thanh Thanh tới đây, đồ đệ ngoan thì tương đối nghe lời, hẳn là có thể miễn cưỡng khiến hắn cảm thấy hài lòng. Tàu cao tốc, ghế đặc biệt. Hạ Thiên nằm ngửa trên ghế, quay đầu nhìn một chút Y Tiểu Âm ở bên cạnh, cùng với Triệu Thanh Thanh đang ngồi ở phía sau, cảm thấy có chút nhàm chán. Vợ y, thật ra chúng ta không cần làm mọi chuyện phức tạp như vậy đâu. Hạ Thiên có chút bất mãn nói, nếu đã tìm được manh mối, trực tiếp đi qua đó bắt hết những người kia là được, rồi ép cung từng người, trước châm pháp của ta, bọn họ không thể không nói thật. Y Tiểu Âm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Hạ Thiên, nhàn nhạt nói, có thể làm vậy, thế nhưng chúng ta không thể làm vậy. Tại sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu, rõ ràng có biện pháp nhanh hơn, không dùng thì chẳng phải có hơi ngốc sao? Y Tiểu Âm không có phản ứng Hạ Thiên. Hiển nhiên cảm thấy không cần giải thích với hắn quá nhiều, huống chi giải thích cũng vô dụng, để hắn làm theo lời mình là được. Sư phụ, thật ra ta biết ý của nàng là gì? Triệu Thanh Thanh ở ghế sau, cười nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức hỏi, ồ, vậy ngươi nói thử xem. Kỳ thực cũng rất đơn giản, Triệu Thanh Thanh liếc Y Tiểu Âm một cái, mặc dù vị Y Tiểu Thư này bây giờ đã là tu tiên giả, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp. Nhưng mà nàng chưa từng tách biệt mình khỏi người bình thường. Nói cách khác, nàng cảm thấy mình chính là người bình thường, đối nhân xử thế đều làm theo nguyên tắc của một người bình thường. Nàng rất hưởng thụ cảm giác thân là người bình thường, này, cho nên không muốn dùng bạo lực hay là những thủ đoạn phi pháp nào khác để phá vỡ chuẩn mực của một người bình thường.
Ta vốn là người bình thường. Y Tiểu Âm không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút không hiểu ý mấu chốt trong lời nói đó, dứt khoát chẳng thèm suy nghĩ nữa thôi. Vợ y y nàng muốn làm gì thì làm đi, bọn ta phối hợp với nàng là được. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Triệu Thanh Thanh đương nhiên nghe lời Hạ Thiên, bèn hỏi Y Tiểu Âm. Đôi mắt đẹp của Y Tiểu Âm hơi mở, từ từ nói với Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, tam giáo cửu lưu, rắn chuột trùng sói, đều có đạo hạnh của riêng mình, bọn thánh thủ môn kia cũng không dễ đối phó như các ngươi tưởng. Cho nên chuyến đi lần này, ta dịch dung thành vị bàng giáo sư kia, còn hai người các ngươi chính là học sinh do ta dẫn theo. Học sinh, Triệu Thanh Thanh ngẩn người, chỉ mình và Hạ Thiên, không khỏi nở nụ cười, bọn ta. Chẳng phải có hơi già sao? Tiếp đó nàng lại tỉnh ngộ ra, bởi vì nàng đã tẩy tủy, trên cơ bản dáng vẻ gần giống với người mười mấy, 20 tuổi, đóng vai học sinh cũng thành vấn đề gì. Về phần Hạ Thiên, thì càng khỏi phải nói, vẫn luôn duy trì bộ dáng lúc 20 tuổi, chưa bao giờ thay đổi. Hạ Thiên cũng không xem trọng, bĩu môi nói, vợ y y, nàng đừng dịch dung thành lão thái bà, chỉ cần đâm bọn kia hai châm, làm cho bọn họ nhận định ngươi là bàng giáo sư là xong. Đừng có lúc nào cũng nghĩ dùng mấy thủ đoạn đó. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, trịnh trọng nói, nếu đã muốn chơi trò chơi, vậy thì phải học cách tôn trọng quy tắc trò chơi. Bằng không một ngày nào đó, ngươi sẽ bị người cường đại hơn ngươi biến ngươi thành trò hề. Hạ Thiên cũng không cho rằng thế giới này có tồn tại cường đại hơn hắn người, nhưng hắn cũng cảm thấy những gì Y Tiểu Âm nói có chút đạo lý, chỉ ít trước lúc hắn học được nghịch thiên đệ bát châm, đối mặt với liên minh tu tiên, hắn xác thực không có cách để xử lý. Rất nhanh tàu cao tốc liền đến trạm, ba người cùng ra khỏi nhà ga, không có lên xe buýt, mà là ngồi lên xe mà Thiên Đạo Tổ đã sắp xếp từ trước, trực tiếp đi tới núi Vũ Công ở dưới trấn nhỏ. Ở trên xe, Y Tiểu Âm liền dịch dung bản thân, cũng không phí nhiều công phu, chỉ đơn giản cải biến dung nhan và cơ thể một xíu, trong nháy mắt giống bảng giáo sư gần 100%. Kỹ thuật này của ngươi khá thật, Triệu Thanh Thanh vẫn đang quan sát ở bên cạnh. Không nhịn được thở dài nói, chỉ bằng ngươi đi Thiên Đạo Tổ, dạy cho bọn họ một khóa, kỹ thuật dịch dung của bọn họ kém đến nỗi khiến ta phát bực. Ngươi để hắn đi học, hiệu quả càng tốt hơn. Y Tiểu Âm liếc Triệu Thanh Thanh một cái, cũng chẳng muốn biết nàng là cố ý sai khiến hay là thật lòng thỉnh giáo, trực tiếp giao mọi việc cho Hạ Thiên. Kỹ thuật này không có dễ dạy. Hạ Thiên bĩu môi, phản bác nói, lấy bản lãnh của bọn họ căn bản không học được, nếu muốn thật giả lẫn lộn. Thì ít nhất cũng phải có tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Dứt lời, Y Tiểu Âm chợt nhớ tới một chuyện, nói với Triệu Thanh Thanh, nếu như ngươi cảm thấy thiếu người, có thể tuyển người trong Huyền Âm tộc, tu vi của bọn họ gần như đã đến Kim Đan kỳ, sức chiến đấu cũng mạnh hơn Thiên Đạo Tổ hiện giờ gấp mấy lần. Ý kiến hay, con mắt của Triệu Thanh Thanh không khỏi phát sáng lên, trước đó Huyền Âm tộc đổ bộ tới Tân Cảng là do nàng tiếp đãi, đối với thực lực của những người này cũng biết một hai. Tuy nói thành viên hiện giờ của Thiên Đạo Tổ, ứng phó với hiện tượng siêu nhiên bình thường còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng một khi gặp phải tu tiên giả tới từ dị giới, hoặc là siêu năng lực giả, thì sẽ thua. Vụ việc về tộc nhân Huyền Âm tộc, Triệu Thanh Thanh cũng đã biết đại khái từ trong miệng Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên đã là tộc trưởng của bọn họ, vậy khẳng định cũng có thể mặc nàng sai xử, dù sao Thiên Đạo Tổ trên một góc độ nào đó cũng mặc cho Hạ Thiên sai xử. Sư phụ! Ta cảm thấy việc này rất hay, người đồng ý chứ? Triệu Thanh Thanh chạy đến trước người Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên tùy ý gật gật đầu, người muốn làm gì thì làm đi, ta không có ý kiến. Vậy thì tốt quá, sư phụ, cảm tạ ngươi. Triệu Thanh Thanh đã có thể tưởng tượng đến cục diện thực lực của Thiên Đạo Tổ sẽ tăng vọt hơn bao giờ hết, dứt lời liền hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Hôn có một cái, sao mà đủ được? Thế là hai người ở trong xe, tiến vào một màn hôn sâu cực dài. Y Tiểu Âm nhắm mắt làm ngơ, còn tài xế do Thiên Đạo Tổ sắp xếp, càng giả vờ mình như người đuôi người điếc, hoặc là người máy chỉ biết lái xe. Từ nhà ga tàu cao tốc đến trấn nhỏ dưới núi, khoảng cách thật ra không hề dài, lái xe khoảng 1-2 tiếng là tới. Y Tiểu Âm đã đặt phòng từ trước, sau khi bọn họ xuống xe, trực tiếp đi quầy khách sạn để check-in. Vợ Y Y. Tại sao nàng lại đặt 3 phòng, lãng phí quá, chúng ta có thể ngủ chung mà. Hạ Thiên hơi có chút bất mãn, nhìn Y Tiểu Âm.
Triệu Thanh Thanh cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ở cùng một phòng cũng được, dù sao ta cũng không ngại. Hai người các ngươi nói chuyện thì phải chú ý mình đang ở đâu. Y Tiểu Âm chừng hai người này một cái, nhàn nhạt nói, và cả thân phận hiện tại của mình nữa. Thân phận hiện tại là sao? Triệu Thanh Thanh sửng sốt một chút, chờ nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, lúc này mới hiểu ra, nàng và Hạ Thiên bây giờ là học sinh, mà Y Tiểu Âm lại là giáo viên của bọn họ. Hai học sinh vậy mà yêu cầu ở chung phòng với lão sư trước mặt mọi người, hơn nữa còn công khai buổi tối muốn cùng ngủ, đúng thật là đủ kinh thế hãi tục, chẳng trách cho dù cô lễ tân trước quầy, hay là khách nhân đang ở đây đều trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là vị lễ tân tỷ tỷ đang đăng ký phòng cho bọn họ, càng kinh ngạc tới mức trợn mắt ngoác mồm, theo bản năng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong lòng suy nghĩ, học sinh này có lai lịch gì, có một nữ xinh xinh đẹp đi theo thì đã đành, thậm chí ngay cả lão sư cũng dám dòm ngó đến. Ta đã liên hệ với người của Thánh Thủ Môn, sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ phái người tới giao thiệp với chúng ta. Y Tiểu Âm chẳng muốn giải thích nhiều, nói với Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, ta muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình huống một chút, hai người các ngươi cứ tùy tiện, hạn chế gây sự hết mức có thể. Vợ Y Y, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi chừng Thanh Thanh đồ đệ, không cho nàng gây sự. Hạ Thiên trịnh trọng đảm bảo với Y Tiểu Âm, nói. Triệu Thanh Thanh che miệng cười cười, không nhịn được đánh hắn một cái, sư phụ, ngươi nói như thế là không đúng, rõ ràng là ngươi thường xuyên gây sự cơ mà. Ta chưa bao giờ gây sự cả, đều là bọn đần đó vô duyên vô cớ trêu chọc ta. Hạ Thiên bĩu môi, có chút bất mãn thanh minh một câu. Y Tiểu Âm không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi khách sạn. Sư phụ, chúng ta trở về phòng thôi. Triệu Thanh Thanh vừa nhìn Y Tiểu Âm đi xa, ý xuân trong con người bỗng nhiên gợn sóng, nhẹ giọng nói, trước tiên là đi tắm, rồi lại nghỉ ngơi một xíu. Sao mà Hạ Thiên không nghe hiểu lời nói bóng gió này được, lập tức nở nụ cười, được lắm. Hai người cầm thẻ phòng, lập tức tay trong tay như trốn không người, đi tới thang máy. Nam tử trung niên ở một bên cũng đang đăng ký phòng, ánh mắt hèn mọn lưu luyến vóc người của Triệu Thanh Thanh, vào lúc này không khỏi tiến lên hai bước, bất động thanh sắc đi theo sau lưng Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Thang máy ở tầng 7 mở ra, Triệu Thanh Thanh kéo cánh tay của Hạ Thiên, vẻ mặt ngọt ngào đi về phía phòng của Hạ Thiên. Lúc đi tới chỗ quẹo, nam nhân trung niên kia bỗng nhiên bước nhanh tới hai bước, chặn đường Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, này, hai vị, đừng đi vội, chúng ta nói chuyện, được chứ? Ngươi là ai? Vẻ mặt của Hạ Thiên khó chịu liếc người này một cái, không muốn ăn đòn thì cút ngay. Nam nhân trung niên này có hình thể vạm vỡ cao to, khinh thường liếc nhìn dáng người khô gầy của Hạ Thiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, chỉ bằng hình thể này của ngươi, ăn một quyền của ta là chết bất đắc kỳ tử ngay, tốt nhất là đừng có rước nhục. Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Triệu Thanh Thanh đang nghĩ tới chuyện tốt với Hạ Thiên, lúc này hơi bực mình. Khóe miệng của nam tử vạm vỡ khẽ nhếch, chỉ vào Triệu Thanh Thanh rồi cười dâm đãng, nói, hỏi đúng lúc lắm, lão tử chính là muốn thịt ngươi. Ra giá đi, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Tên tiểu tử gầy nhom này khẳng định là không thỏa mãn được ngươi, chỉ bằng thử với trai cơ bắp như lão tử, thế nào? Soàng xính, ngươi cút đi, đừng tự tìm đường chết. Triệu Thanh Thanh khó chịu mắng một câu, nếu không phải bây giờ nàng đang đóng vai học sinh, thì đã sớm đạp chết người này rồi. À, tiểu muội học sinh này ăn nói cũng cay độc thật. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói, ngày hôm nay lão tử nhất định phải có được ngươi, nếu không muốn bạn trai bé nhỏ của ngươi bị đòn, thì tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là cặp tình nhân học sinh bình thường, thì rất có thể sẽ bị tên đại hán vạm vỡ này dọa sợ. Đáng tiếc hắn gặp phải Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, hai người này là đại ma vương. Ngươi thích, làm, đến vậy à, thế thì làm với bức tường đi, có thể sướng đến mức lên mây. Hạ Thiên không muốn phí thời gian, trực tiếp cho tên này một châm, sau đó ôm Triệu Thanh Thanh rồi tiến vào phòng của hắn. Thế là ngày thứ hai khách sạn này truyền ra một tin đồn cực kỳ đáng sợ, có người điên làm tình với bức tường, vậy mà liên tục đâm vào bức tường một cách dã man, cuối cùng thì cậu bé bị đâm tới mức nát bét, đúng quần toàn là máu, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Những chuyện này, đương nhiên không liên quan gì tới Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, bọn họ cả đêm đều đang mây mưa, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau, Y Tiểu Âm đánh thức Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, thấy được thần thái hồng hào của hai người, liền biết tối hôm qua bọn họ đã làm gì. Loại chuyện đó, đối với Hạ Thiên mà nói là song tu, trừ khi gặp phải Dạ Ngọc Mị, người có thể ép khô hắn, bằng không, chỉ sẽ càng chiến càng hăng. Triệu Thanh Thanh đương nhiên không cần phải nói, xưa giờ sẽ không có chuyện mệt mỏi, mà nàng vừa hay lại còn được chăm sóc tận tình, tinh lực dồi dào. Người của Thánh Thủ Môn đã tới, chúng ta cùng đi gặp thôi. Y Tiểu Âm cũng không muốn hỏi chuyện ấy của hai người, chỉ là nhắc nhở, lát nữa, hai người các ngươi tốt nhất là bớt nói, có chuyện gì thì để ta xử lý, rõ chưa? Được rồi, Hạ Thiên cười hì hì nói, vợ y y, nàng biết ta từ trước đến giờ nghe lời nhất mà. Ngươi vừa mở miệng là bại lộ, Y Tiểu Âm thở dài, chỉ mặt của mình, hiện tại ta là bàng giáo sư, ngươi phải chú ý xưng hô, ở trước mặt mọi người phải gọi ta là lão sư. Dứt lời, lại nhìn Triệu Thanh Thanh, ngươi cũng vậy. Được rồi, lão sư. Vâng, lão sư. Triệu Thanh Thanh hoài nghi Y Tiểu Âm là đang ghen, ngữ khí không khỏi trở nên nghịch ngợm, ý cười trong khóe mắt không hề che giấu. Y Tiểu Âm mang theo hai người họ rời khỏi khách sạn, rẽ vào mấy góc đường, tiến vào một cái sân rộng. Phía bên ngoài sân, có một nam tử trẻ tuổi khiêm tốn và lịch sự đang đứng đấy, nhìn thấy bọn Y Tiểu Âm, trên mặt lập tức tươi cười, bàng giáo sư, bà đã tới, vốn đang dự định đích thân đi Đại học Giang Hải gặp bà. Ta tên Vương Siêu Phàm, sư phụ ta chính là môn chủ Thỉnh Kỳ Dương, các ngươi hẳn là đã quen nhau từ trước. Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, bọn họ đâu rồi? Bàng giáo sư cũng chính là người có tính khí lạnh nhạt, nam tử trẻ tuổi cũng không có nghi ngờ, vẫn cứ cười nói, sư phụ ta đã chờ ở phòng khách, hai vị phía sau chắc hẳn là học sinh của bà. Dẫn đường đi, hỏi nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Y Tiểu Âm không hề động lòng, giọng nói vẫn cứ lạnh lạnh. Được rồi, mời tới bên này. Vương Siêu Phàm hơi khom lưng, dẫn đầu Y Tiểu Âm trước nửa bước, chậm rãi đi về phía trước. Trong miệng còn thỉnh thoảng nói chuyện, nịnh hót bàng giáo sư, bà học thức sâu rộng, nghe nhiều biết rộng, lại còn là giáo sư địa chất học nổi danh nhất thế giới, có sự giúp đỡ của bà, lần này tìm. À không, khảo sát nhất định có thể thành công mỹ mãn. Điều này sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của bà, cũng không chỉ là vinh quang của riêng Thánh Thủ Môn bọn ta, hiếm khi thấy bà dành thời gian để đến đây, bọn ta nhất định sẽ tiếp đón nồng hậu, tận tâm phục vụ. Ở đây, nếu như bà có yêu cầu gì, cứ việc nói, tại hạ nhất định sẽ hết tận lực thỏa mãn bà. Triệu Thanh Thanh nhìn bộ dáng khúm na khúm núm của người này, thực sự có chút khó hiểu, thấp giọng nói với Hạ Thiên, người này nịnh nọt ghê thật, coi như bàng giáo sư có ích với bọn họ, cũng không cần phải nịnh tới vậy. Hạ Thiên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lười biếng ngáp một cái, trên thế giới có đủ mọi đồ đần, không có gì quá kỳ quái. Cũng đúng. Triệu Thanh Thanh cảm thấy chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi, nên là không nói gì thêm, chỉ vừa đi vừa quan sát cái sân này. Không lâu sau, bọn họ liền tiến vào phòng khách. Ở đó đã có mấy người đang chờ sẵn, nhìn vị trí mà bọn họ đang chia ra để ngồi, nhiều khả năng là đến từ các thế lực khác nhau. À, bàng giáo sư, người rốt cuộc đã tới rồi, thật sự là để bọn ta chờ đợi mòn mỏi. Ngồi ở chủ tọa chính là một nam tử trung niên có bộ râu ngắn. Trong khoảng chừng 45, 46 tuổi, nhìn thấy Y Tiểu Âm bước vào, lập tức tiến lên nghênh đón. Y Tiểu Âm liếc người này một cái, trong đầu lập tức có thông tin về người này, hắn chính là trưởng môn hiện tại của Thánh Thủ Môn, Thỉnh Kỳ Dương, cũng là người khởi xướng cho hoạt động khảo sát mạo hiểm lần này. Thỉnh Kỳ Dương quan sát Y Tiểu Âm, luôn cảm thấy hình như có gì đó không bình thường, nhưng cẩn thận đối chiếu với hình ảnh, thì lại cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đành phải cười trêu, nói ta là lão Thịnh nè, ngươi quên rồi sao, 10 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, còn là bạn bè cũ, mau ngồi ghế. Y Tiểu Âm trực tiếp tìm một cái ghế trống, chậm rãi ngồi xuống. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh liền đi theo sau lưng Y Tiểu Âm, cũng có băng ghế hầu hạ. Bọn họ là ai? Y Tiểu Âm quan sát mấy người khác một chút, trong lòng thì biết rõ, nhưng trên thực tế, bàng giáo sư không quen biết những người này. Thế là bèn hỏi. À, để ta giới thiệu một xíu. Thịnh Kỳ Dương chẳng qua là cảm thấy vị bàng giáo sư này càng ngày càng lạnh lùng, cũng không có suy nghĩ nhiều,
cười nói, mấy vị này đều là đồng nghiệp mà ta mời tới để tham gia khảo sát, trong giới cũng coi như là khá có danh tiếng. Thịnh Kỳ Dương chỉ vào một lão giả mặc đường trang khoảng chừng 60 tuổi, cười nói, vị này chính là Lương Nhất Đỉnh của Lượng Bảo Tông ở phía Bắc, được xưng là Đỉnh Thúc. Trong lĩnh vực khảo sát tầm bảo, có hơn 40 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là xuất thủ chưa từng thất bại, khảo sát ắt có báu vật hiện thế. Lão giả mặc đường trang hơi híp mắt, tinh thần trông có vẻ vẫn còn quắc thước, thân thể cũng khá cường tráng, nghe Thịnh Kỳ Dương giới thiệu về hắn, không khỏi cười nói, một chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới, so với chuyên gia bước ra từ trường học như bảng giáo sư đây, ta còn thua kém xa. Lời này ngoài mặt thì khen nhưng thật ra là đang chê, cũng coi như là một lão hồ ly thành tinh. Y Tiểu Âm đã sớm biết lai lịch của người này, cũng không để ở trong lòng, đơn giản chỉ là một người qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Vị này chính là đại sư phong thủy nổi danh trong nước, tên là Chu Huyền Kính. Người được nhắc đến là một nam tử trung niên có bề ngoài xấu xí, đội mũ dạ, nhưng hắn ăn bận khá gọn gàng, khí chất ôn nhã, trông có vẻ cũng ra dáng lắm. Nam tử mũ dạ chỉ nhàn nhạt về phía Y Tiểu Âm rồi cười cợt, xem như chào hỏi. Vị này chính là bàng giáo sư khoa địa chất của Đại học Giang Hải, trên lĩnh vực địa chất, chính là chuyên gia có tiếng trên toàn thế giới. Lúc này, Thịnh Kỳ Dương chỉ vào Y Tiểu Âm, giới thiệu qua loa cho những người khác, nói. Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo này, trực tiếp vào thẳng chủ đề chính đi. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Mấy người khác cũng không khỏi nhìn Y Tiểu Âm thêm vài lần, Thịnh Kỳ Dương cười ha hả, bàng giáo sư quả nhiên vẫn thẳng thắn như xưa, cũng được, dù sao tất cả mọi người không có ai là người ngoài cả, thế thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thôi, chắc mọi người không có ý kiến gì, đúng chứ? Chờ đã, ta có ý kiến. Lúc này, ngoài cửa có một đội ngũ chợt xông vào, cầm đầu là người thanh niên trong tay cầm một cây súng hỏa mai, sắc mặt phách lối nhìn Thịnh Kỳ Dương và những người khác. Bản thiếu gia còn chưa tới, các ngươi lại dám bắt đầu ư? Người này là ai thế? Triệu Thanh Thanh theo bản năng hỏi một câu. Nam tử mũ dạ kia nở nụ cười, nói, người thanh niên này là đứa con một của môn chủ thánh thủ môn đời trước, tên là Trác Viễn Phàm. Xem ra chúng ta cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của thánh thủ môn. Thịnh Kỳ Dương nhìn người tới, không khỏi nhíu mày, nói tiểu Trác, người đang làm gì vậy? Mau ra ngoài. Ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi nói không có chuyện của ta, là không có chuyện của ta à? Người thanh niên kia trực tiếp khạc đờm, mở miệng mắng, thánh thủ môn là môn phái do Trác gia bọn ta sáng lập, họ Thịnh nhà ngươi chiếm lấy không buông thì đã đành, bây giờ ngay cả công việc trong môn phái còn không cho ta tham gia nữa ư. Đừng hồ đồ, mau ra ngoài. Thịnh Kỳ Dương đè nén lửa giận trong lòng, ngươi có bất mãn gì, thì có thể nói chuyện riêng với ta. Đừng có ở đây làm mất mặt môn phái. Người thanh niên cười nhạo một tiếng, cầm súng hỏa mai chĩa vào bốn phía, ngươi còn làm bộ làm tịch chi nữa, người trong môn phái sớm bị ngươi vứt bỏ hết. Trước đây thánh thủ môn chúng ta, chính là một tông môn ẩn danh, trong toàn bộ giới tu tiên đều có danh tiếng, hiện tại vậy mà xuống dốc đến mức phải hợp tác với một đám trộm bảo hạ lưu này, đây mới là chuyện mất mặt nhất. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nói chung hiện giờ. Đi ra ngoài cho ta. Thịnh Kỳ Dương không kiềm chế được lửa giận, quát với vệ sĩ đang tiến vào, Trác thiếu gia phát bệnh rồi, các ngươi còn không mau dìu hắn trở về nghỉ ngơi. Ai dám động đến ta? Người thanh niên chĩa súng vào người Thịnh Kỳ Dương, ai tới gần, ta sẽ bắn chết hắn, thật cho rằng súng hỏa mai không giết người được à? Lần này, Thịnh Kỳ Dương cũng hơi luống cuống tay chân, liền vội vàng biết sợ, tiểu Trác, có chuyện gì cứ từ từ nói. Người bỏ súng xuống trước đã, nếu như bóp cò, vậy thì hối hận cũng không kịp. Bóp cò thì coi như ngươi xui xẻo. Người thanh niên cắn răng, đặt miệng súng lên cái trán Thịnh Kỳ Dương. Ngày hôm nay, với tư cách là thiếu môn chủ chính thống, bản thiếu gia nhất định phải tham gia cuộc họp của các ngươi, ngươi đồng ý không? Thịnh Kỳ Dương giơ hai tay lên, dễ nói, người bỏ súng xuống, mọi thứ đều dễ nói, ban đầu ta còn muốn đi gọi ngươi tới cơ mà. Rời cái ghế cho ta, để ở bên cạnh Thịnh trưởng môn. Người thanh niên quát mắng với vệ sĩ ở bên cạnh, ngày hôm nay ta phải ở đây nghe xem các ngươi họp như thế nào. Thịnh Kỳ Dương liền vội vàng quát mắng, mau làm đi. Vương Siêu Phàm lập tức rời ghế, để ở phía sau người thanh niên đó,
nhẹ giọng nói, Trác sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng kích động, bất kính với môn chủ chính là trọng tội. Coi như sau này trưởng môn không trách ngươi, nhưng hành động này đã là phạm pháp rồi, ngươi nên cân nhắc. Ngươi câm miệng cho ta, người thanh niên quát một tiếng, mắng, chưa tới lượt tên oát con vô dụng nhà ngươi lên tiếng, cút sang một bên. Mấy người đang ngồi đều lẳng lặng nhìn màn kịch hay này, thần tình trên mặt đều là mỗi người một vẻ. Các ngươi nói xem, đây là chuyện mà bọn hắn đã dàn xếp trước, hay là thật? Triệu Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm không hề trả lời, chỉ là bình tĩnh uống trà. Nhất định là diễn, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chẳng qua là tên đần này diễn xuất quá kém. Giọng nói của Hạ Thiên không nhỏ, và căn bản không hề có ý định che giấu, người thanh niên kia đương nhiên là nghe thấy rõ, lúc này bèn nổi giận, quát mắng, tiểu tử, mẹ nó, ngươi nói gì? Ta nói gì, chẳng phải ngươi nghe rồi đấy sao? Hạ Thiên bĩu môi, giờ còn giả vờ điếc để làm gì? Tiên sư nó, ngươi muốn chết rồi đúng không? Tâm tình của người thanh niên đó vô cùng bất ổn, nghe Hạ Thiên nói, lập tức cho rằng đó là lời khiêu khích, liền ngắm nòng súng vào người Hạ Thiên, có tin bản thiếu gia bắn chết ngươi hay không? Không tin, Hạ Thiên vô cùng bình tĩnh trả lời. Người thanh niên kia cũng không nghĩ rằng Hạ Thiên lại còn hung hăng càn quấy hơn cả hắn, nhất thời bị kích thích, lập tức bóp cò, má nó, người muốn chết. Đùng, tiếng súng vang lên, trong nháy mắt có người nằm xuống đất. Súng hỏa mai trực tiếp tạc nòng, đạn sắt trong nháy mắt bắn ra tứ phía. Người trong phòng khách lập tức nháo nhào lên, nhao nhao núp, để tránh bị đạn sắt trúng vào người. Người thanh niên nổ súng cũng bị vạ lây, hai tay và ngực đều là máu thịt be bét, ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Mau mang hắn xuống, đưa đi bệnh viện. Thịnh Kỳ Dương nhìn người thanh niên đang không ngừng kêu thảm, tâm tình buồn bực không thể tả, nói với Vương Siêu Phàm, thực sự là mất hết thể diện. Vương Siêu Phàm lập tức gọi hai người tới vác người thanh niên đó đi. Đây đúng là trò hề, phát sinh thì lộn xộn, rồi còn kết thúc cầu thả, có chút khó hiểu. Hắn làm trò này để chi vậy? Vẻ mặt của Triệu Thanh Thanh mờ mịt. Hạ Thiên lười biếng, nói, hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói chuyện. Y Tiểu Âm thấp giọng nhắc nhở hai người bọn họ một thoáng, yên lặng nhìn là được. Chờ người thanh niên kia bị bắt đi, lại có người sang đây dọn dẹp hiện trường, thậm chí đổ hương phấn kỳ lạ, lấn át toàn bộ mùi máu tanh. Vừa nãy chỉ là một chút biến cố nho nhỏ, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi thôi. Thịnh Kỳ Dương lấy lại tinh thần, vận động bắp thịt trên mặt, lộ ra nụ cười tự nhiên, liên quan tới khảo sát lần này, vẫn sẽ do thánh thủ môn bọn ta làm chủ như trước, Bàng giáo sư, Chu tiên sinh và cả Đỉnh Thúc, các ngươi sẽ hiệp trợ. Khoan đã, vị lão giả mặc đường trang kia đã ngắt lời Thịnh Kỳ Dương, cười ha hả nói, Thịnh môn chủ, ta có thể nói vài lời trước, được không? Sắc mặt của Thịnh Kỳ Dương có chút khó coi, nhưng vẫn giơ tay lên một cái, Đỉnh Thúc có gì muốn nói, cứ tùy ý. Nói mới nhớ, Lượng Bảo Tông bọn ta cho tới nay đều nhận được sự trợ giúp của quý môn, thậm chí tông môn cũng được thành lập nhờ sự giúp đỡ từ lão môn chủ của các ngươi. Lão giả mặc đường trang mồm miệng tương đối rõ ràng, ngữ khí trầm bồng du dương, nghe vô cùng hòa khí, không giống một lão đầu tí nào, đến đời của ta, Lượng Bảo Tông vẫn được lão môn chủ của quý phái chiếu cố, từ một tiểu môn tiểu phái trở thành danh môn đại phái như ngày nay, cho nên lúc trước môn phái ta mới lập một lời thề, phàm là quý phái có sai khiến gì, thì nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Ha ha, Đỉnh Thúc quá khen, quý phái có thể quật khởi ở phương Bắc. Đều là dựa vào thực lực của chính các ngươi. Thịnh Kỳ Dương vẫn siết chặt nắm đấm, sau khi nghe lão giả mặc đường trang nói xong, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, hai phái chúng ta đời đời giao hảo với nhau, tình nghĩa sâu đậm, không cần phải nói mấy lời khách sáo này. Lão giả mặc đường trang cười cợt, nói tiếp, đây không phải là lời khách sáo, mà là trước khi nói đến chính sự, nhất định phải làm rõ ân oán. Ân oán, Đỉnh Thúc, ngươi nói thế là có ý gì? Lông mày của Thịnh Kỳ Dương hơi giật, cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì dù nói thế nào thì thánh thủ môn chỉ có ân với Lượng Bảo Tông, còn oán thì lấy đâu ra. Ý nghĩa như mặt chữ, lão giả mặc đường trang vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đặt hai tay lên gậy, không nói đâu xa, liền nói 20 năm trước, 15 vị cao thủ của Lượng Bảo Tông bọn ta, đi theo Trác Trường Thắng,
môn chủ tiền nhiệm của các ngươi tiến vào nơi đó, kết quả là toàn bộ một đi không trở lại, 10 năm trước, lại phái ra 10 vị cao thủ theo thịnh môn chủ ngươi, tiến vào nơi đó, kết quả là chỉ có mỗi Lạc Quyền Đông sống sót trở về. Lạc Quyền Đông, Triệu Thanh Thanh nghe đến đây, trong lòng không khỏi cả kinh, cái tên này đối với nàng rất quen thuộc, cách đây không lâu nàng và Hạ Thiên đã tiêu diệt Lạc gia ở kinh thành. Nàng còn nhớ trên tay tên Lạc Quyền Đông đó có một vài pháp khí kỳ quái, theo hắn nói là đồ vật mà hắn tìm được từ trong mộ cổ của một tu tiên giả, lẽ nào ngay lúc này đây bọn họ sẽ phải tiến vào mộ cổ đó? Ồ, tiểu cô nương, ngươi nghe nói qua cái tên này à? Lão giả mặc đường trang thính giác cũng hết sức lợi hại, lập tức cười hả hả, hỏi Triệu Thanh Thanh. Năng lực ứng biến của Triệu Thanh Thanh có cực kỳ đáng gờm, không hoang mang chút nào, nói quả thật có nghe nói qua. Quãng thời gian trước Lạc gia hình như xảy ra chuyện gì, còn lên cả tin tức. Đúng vậy, lão giả mặc đường trang đột nhiên gõ cây gậy xuống mặt đất, cả nhà Lạc lão đệ đều mất tích, đến nay vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Thịnh Kỳ Dương vội vàng nói, chuyện này cũng không liên quan đến thánh thủ môn, vì sao đỉnh thúc bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện này. Dù nói thế nào, từ khi dính líu đến thánh thủ môn các ngươi tiến vào nơi đó, lượng bảo tông ta trước sau đều phải tổn thất đến mười mấy hai mươi người, đến giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Lão giả mặc đường trang lạnh nhạt, trợn mắt nhìn Thịnh Kỳ Dương, cho nên, lần này thịnh môn chủ dự định muốn bọn ta đi vào trong đó lấp bao nhiêu cái mạng đây. Thịnh Kỳ Dương bị chất vấn như thế, theo bản năng luống cuống rồi lại hoảng loạn, vội vàng nói, đỉnh thúc, sao ngươi lại nói thế? Chính là bởi vì trong ngôi mộ cổ đó có vô số vàng bạc châu báu. Còn có tài nguyên tu tiên và pháp khí, ta là vì dẫn các ngươi. Đủ rồi, lão giả mặc đường trang hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hai con mắt nhìn Thịnh Kỳ Dương chằm chằm, ta không muốn nghe thêm mấy lời nói suông này, trừ khi ngươi bày cái gọi là vàng bạc châu báu, tài nguyên tu tiên và pháp khí ra đây cho ta xem, nếu không thì, lần này ta sẽ không đồng ý cho lượng bảo tông tham dự. Thịnh Kỳ Dương liền vội vàng giải thích, 10 năm trước, ta đã chia một ít tài nguyên tu tiên và pháp khí cho Lạc Quyền Đông, lẽ nào hắn không có giao cho đỉnh thúc ngươi sao? Đẩy mọi chuyện cho một người không rõ sống chết, có thích hợp không? Lão giả mặc đường trang lạnh giọng hỏi ngược lại. Thế thì đỉnh thúc ngươi muốn thế nào? Thịnh Kỳ Dương cũng không phải là người ngu, đã hiểu sơ sơ ý đồ của lão giả mặc đường trang. Vị đại sư phong thủy tên là Chu Huyền Kính bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đỉnh thúc. Tất cả mọi người đều là người hiểu đạo lý, người có điều kiện gì thì cứ trực tiếp nói ra, không cần phải vòng vo tam quốc, người náo loạn như vậy làm cho tất cả mọi người ở đây đều rất khó xử. Lão giả mặc đường trang hừ lạnh một tiếng, nói với Thịnh Kỳ Dương, ta không có điều kiện gì, chỉ đơn thuần là không muốn hy sinh. Mộ cổ đó vốn là một chỗ kỳ huyệt, phong thủy trong đó rất quỷ dị, tàng bảo thì nhiều vô số kể. Chu Huyền Kính cười gằn không ngớt. Chỉ vào lão giả mặc đường trang rồi nói, không làm mà đòi có ăn, các ngươi đừng có mơ. Ngươi nói cái gì? Đại hán vạm vỡ đứng sau lưng lão giả mặc đường trang lập tức giận tím mặt, thủ thế như muốn móc thứ gì đó từ trong lồng ngực. Lão giả mặc đường trang đưa tay ngăn cản vệ sĩ phía sau, chỉ là nhẹ nhàng cười và nhìn Chu Huyền Kính, ha ha, Chu Huyền Kính, cái tên này mấy năm gần đây quả thật rất nổi, ngay cả lão giả thân ở đất Bắc như ta cũng nghe qua vài lần. Có điều, chút trình độ đó của ngươi cũng chỉ có thể kiếm cơm ở phía Nam, nếu thật sự đến đất Bắc bọn ta, chỉ sợ. Ha ha! Sắc mặt của Chu Huyền Kính tái nhợt, lạnh giọng nói, ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Lão giả mặc đường trang nhàn nhạt nói, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, trẻ tuổi nóng tính không có gì sai, tự cho là tài giỏi cũng không có gì đáng trách, nhưng mà muốn có tiếng nói trong cái nghề này, thì còn phải học thêm nhiều. Dứt lời, lão giả mặc đường trang lại nhìn ba người Y Tiểu Âm, cười nói, ngươi thấy vị bàng giáo sư này và học sinh của nàng còn thức thời hơn ngươi nhiều lắm, chỉ nghe chứ không nói. Lúc này Y Tiểu Âm cũng mở miệng, chỉ là ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước, ta không có hứng thú với tranh cãi với các ngươi, ta chỉ muốn biết lúc nào mới đi mộ cổ, tốt nhất là đừng làm trễ nãi nghiên cứu của ta cũng đã nghĩ xong luận văn rồi, chỉ đang chờ tìm được mấy mẫu hiện vật để chứng thực. Ngay từ đầu ta đã nói, mọi người tốt nhất nên công bằng với nhau, như vậy mới có lợi cho mấy chuyện tiếp theo. Thịnh Kỳ Dương nhân cơ hội gác lại chủ đề của lão giả mặc đường trang sang một bên, cười nói, chuyện mà mọi người muốn biết,
chỉ đơn giản là phân chia vật phẩm như thế nào mà thôi, ta đã có giải pháp cho chuyện này. Lão giả mặc đường trang cười nói, thế thì Thịnh môn chủ có sáng kiến gì? Chuyện này quả thật rất quan trọng. Chu Huyền Kính cũng gật gật đầu, Thịnh môn chủ nói nghe thử một chút. Chủ yếu là sẽ phân chia theo đầu người. Thịnh môn chủ nghiêm túc nói, lần này người bên nào đóng góp nhiều nhất, thì bên đó sẽ thu được càng nhiều. Hạ Thiên cảm thấy có chút buồn cười, bĩu môi, chia chiến lợi phẩm gì đó chẳng phải nên nói sau khi làm xong mọi chuyện sao, bây giờ nói ra, thì có tác dụng gì chứ? Trước khi bắt đầu cần phải nói, sau khi xong chuyện cũng phải nói. Còn nữa, đây không phải là chia chiến lợi phẩm, mà là ai lấy được thì là của người đó. Lão giả mặc đường trang liếc Hạ Thiên một cái, cười với Y Tiểu Âm, nói, bàng giáo sư, học sinh của ngươi cởi mở thật đấy. Y Tiểu Âm biết lão giả mặc đường trang đang mở miệng thăm dò, nhưng nàng chẳng muốn tiếp chiêu, chỉ là nói, nếu mà hắn đã phát cáu, ngay cả ta cũng không ngăn được, cho nên ta cũng khuyên các ngươi chớ có trêu chọc hắn. Một học sinh mà thôi, có gì mà ghê gớm chứ? Chu Huyền Kính khá xem thường lời này, ta thấy tiểu tử này thường thường không có gì đặc biệt, không có chút bản lĩnh nào, không khác gì tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa ra khỏi cổng trường. Bàng giáo sư vậy mà mang loại người này tới, đừng bảo hắn là tiểu tình nhân của ngươi nha. Y Tiểu Âm phớt lờ hắn. Đồ đần nhà ngươi muốn ăn đòn, đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu, ngươi nói ai thường thường không có gì đặc biệt, ta chính là đệ nhất thiên hạ. Khụ khụ. Triệu Thanh Thanh nghe Hạ Thiên sắp giới thiệu bản thân, lập tức ho nhẹ hai tiếng, ngắt lời hắn. Đệ nhất thiên hạ, Chu Huyền Kính càng xem thường, tiểu hài tử đúng là thích khoác lác, làm việc chung với loại người này, ta thật sự lo cho an nguy của mình. Thịnh môn chủ, người có chắc là muốn để bàng giáo sư mang theo hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa này tham dự không? Thịnh Kỳ Dương sửng sốt một chút, nhìn về phía lão giả mặc đường trang, đỉnh thúc, người thấy thế nào? Lúc này, lão giả mặc đường trang lại im miệng không nói lời nào. Xem ra chia chiến lợi phẩm trước khi bắt đầu không thể thực hiện được rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói với Y Tiểu Âm, bọn đần này rõ ràng là đang cho rằng có nhiều người hơn ba người chúng ta, nên căn bản không muốn để chúng ta dính líu đến. Y Tiểu Âm chậm rãi đứng lên, thở dài, ban đầu còn nghĩ rằng hôm nay có thể đi vào trong mộ cổ, không ngờ rằng đúng thật là lãng phí thời gian. Đồ vật ở đó. Các người muốn chia như thế nào thì chia, ta và học sinh của ta đều không có hứng thú. Nhưng mà, nếu như buổi tối hôm nay, còn chưa vào trong mộ, vậy thì các ngươi không có cần phải tồn tại nữa. Ngươi nói thế là có ý gì? Chu Huyền Kính giận tím mặt, chỉ vào Y Tiểu Âm rồi nói, ngươi nghĩ ngươi là ai, cái gì mà bọn ta không cần phải tồn tại, chẳng lẽ ngươi đang nghĩ muốn giết chúng ta sao? Hạ Thiên bĩu môi, giết các ngươi sẽ làm bẩn tay. Vợ Y Y sẽ không làm chuyện này. Thôi, ta chán rồi. Y Tiểu Âm cực kỳ thất vọng về những người này, nói với Hạ Thiên, trực tiếp làm bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp mang chúng ta tiến vào trong mộ cổ đi. Đáng lẽ nên làm vậy từ trước. Hạ Thiên cười hì hì, lấy ngân châm ra. Lão giả mặc đường trang bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, không khỏi quát, hỏi các ngươi rốt cuộc là. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.